thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. chương 481, sát hạch nhị tinh, 1. Đánh tan. Trên đầu ngô sư xuất hiện vạch đen. Đây chính là khôi lỗi cấp bậc tông sư cảnh, bị ngươi một người sát hạch danh sư nhất tinh tìm ra 30 chỗ thiếu hụt, đồng thời đánh tan cái. Nếu như để cho vị danh sư tứ tinh đã làm ra nó biết được, nhất định sẽ lập tức nôn ra máu bất tỉnh. Quá gài bẫy. Người tiến vào cửa thứ hai, ta còn tưởng rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này mới lo lắng hỏi thăm. Cô nén phiền muộn, một sư không nhịn được nói. Cửa thứ hai, đường không sai, còn có cửa ải sao? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Tiến vào trong, hắn lại cùng khôi lỗi chiến đấu, vẫn chưa phát hiện ra cửa ải gì cả. Nghe nói như thế, nhìn thấy được vẻ mặt hắn mê mang, thân thể tất cả danh sư đều thoáng lảo đảo một cái, cảm thấy sắp phun ra máu. Ngươi, chỉ gặp phải một con khôi lỗi không thấy những con khác sao khương thần thật sự không nhịn được mở miệng khôi lỗi à gặp phải phải hai con ta mới vừa đi vào lại có một con sông lại lúc đó không chú ý dùng sức lớn một tát lại đánh nó nằm trên mặt đất bất động chắc hẳn cũng hỏng chẳng lẽ như vậy coi như là một cửa ải trương huyền nhớ lại một chút hắn vừa tiến vào đường không sai lại có khôi lỗi sông lại Lúc đó hắn không đề phòng, một tát đánh tới, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, dùng sức quá lớn, khôi lỗi kia lại không đứng lên. Sau lại khôi lỗi thứ hai lại xuất hiện, bởi vì chiến đấu quá mức cao hứng, lại quên mất điều này. Chẳng lẽ, khôi lỗi bị một tát đánh hỏng kia là cửa thứ nhất? Nếu như như vậy, cửa thứ nhất này cũng quá đơn giản đi. Một tát đánh cho không thể cử động. Đây chính là cửa ải ngươi sát hạch danh sư nhất tinh phải trải qua. Audio điện tử võ tấn bền. Mọi người phát điên, Khương Thần chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Trước đây, thời điểm hắn sát hạch danh sư, vì chiến đấu với con khôi lỗi này, phí hết tâm huyết, thậm chí thiếu chút nữa lập tức ngã xuống. Người này thì hay rồi, căn bản không chú ý, một tát đánh bay. Tranh lệch có cần lớn như vậy hay không? Mấu chốt nhất chính là, đây mới là nội dung người phải sát hạch, một cái tát đánh bay, tự nhiên không biết, tiếp tục đi về phía trước, có cần giả vờ như vậy hay không? Thôi đi, ngô sư cũng bất đắc dĩ tới cực điểm. Đại ca, người rốt cuộc là tới sát hạch danh sư, hay tới để đập bãi? Dường như, người sát hạch danh sư một hồi, tất cả khôi lỗi của danh sư đường chúng ta đều không gần như bị hỏng. Năm cửa ải sát hạch ngươi đều thông qua, hiện tại đã đạt được một vị trí danh sư, chỉ có điều, vẫn phải trải qua hội vấn đáp mới có khả năng giao huy hiệu cho ngươi. Hít sâu vài hơi, kìm chế buồn bực trong lòng, Ngô Sư nói: "Được." Trương Huyền gật đầu. Vốn tưởng rằng sát hạch danh sư phiền phức tới mức nào, thật không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Bây giờ là danh sư nhất tinh, lại có thể đi vào tàng thư khố của danh sư xem sách. Vừa vặn có thể kiểm tra một chút về cuộc đời của Khổng Sư, tìm kiếm phương pháp giải quyết thai độc tiên thiên trong cơ thể. Hắn đang muốn tàng thư khố hỏi thăm danh sư Đường ở chỗ nào lại thấy Mạc Hoàng Nhất ở bên cạnh bước lên trước, trên người tản ra tự tin và ngạo khí kinh người. Ngô sư, trúc trưởng lão, ta muốn sát hạch danh sư nhị tinh, vẫn mong mở ra sân sát hạch. Người trước mắt này đã phá tất cả kỷ lục của hắn không còn một mảnh. Hắn không thể tiếp tục kìm chế được, quyết định hiện tại lại thi. Chỉ có trở thành danh sư nhị tinh mới có thể dẹp yên được chuyện ngày hôm nay. Bằng không, chỉ cần người khác nhắc tới hắn, sẽ nhắc tới kẻ phá kỷ lục này. Bảo hắn sau này còn mặt mũi nào ra gặp người nữa. Đường Đường là đệ nhất thiên tài của vương quốc, chịu không nổi sỉ nhục này. Sát hạch danh sư Nhị Tinh. Mạc sư trở thành danh sư Nhất Tinh mới bao lâu, lại muốn sát hạch Nhị Tinh. Thiên tài chính là thiên tài, tốc độ tu luyện những người bình thường như chúng ta sao có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều chấn động. Đã rất nhiều năm không có ai sát hạch Nhị Tinh, hắn lại muốn sát hạch vào lúc này. Tuy rằng chấn động kinh ngạc vì hắn muốn thi vào lúc này, nhưng không ít người sáng suốt cũng xem như đã nhìn ra. Mạc Hoàng Nhất đây là muốn vượt qua người trước mắt này, chứng minh mình mới là đệ nhất thiên tài chân chính. Được. chúc trưởng lão, ngô sư có chút do so dự, sau đó gật đầu. Danh sư đường không ngại cạnh tranh, học sinh cũng có đánh giá thành tích, chỉ có cạnh tranh mới có tiến bước. Mạc Hoàng Nhất muốn sát hạch danh sư nhị tinh, đối với phân bộ này mà nói, cũng là một chuyện may mắn ta hiện tại lại chuẩn bị một chút, ngày hôm nay có thể sát hạch. Trúc trưởng lão nói một câu, đang muốn chuẩn bị đồ sát hạch, lại nghe một giọng nói khe khẽ vang lên. Vậy, nếu ngày hôm nay cũng có thể thi danh sư nhị tinh, chuẩn bị một lần cũng phiền phức. Nếu không, ta cũng tiện thể thi một lượt. Trương Huyền nhìn qua, dù sao nhất tinh cũng là thi, nếu nhị tinh cũng có thể sát hạch, lại không chậm trễ thời gian, tính như một lần thuận tiện thi, tránh khỏi hai lần phiền phức phụt nghe nói như thế tất cả mọi người xung quanh đều nôn ra máu đại sảnh vốn đang bàn tán ẩm ý liền trở nên yên tĩnh mỗi một người nhìn hắn giống như nhìn quái vật chuẩn bị một lần cũng phiền phức tiện thể thi dựa vào đây là danh sư nhị tinh toàn bộ thiên vũ vương quốc cũng chỉ có ba vị người tiện thể thi một chút nói như đi ra chợ mua bán thức ăn vậy người mua thức ăn sao ta tiện đường mua một chút trời ạ à còn có thể từ từ nói chuyện, cố gắng chơi đùa làm gì. Thân thể Mạc Hoàng Nhất càng thoáng lảo đảo một cái. chương 482, sát hạch nhị tinh, 2. Nhìn thấy được đối phương một đường nhìn ép tất cả kỷ lục của hắn, thật vất vả hạ quyết tâm muốn sát hạch nhị tinh, kết quả đối phương cũng muốn theo ở phía sau tiện đường thi một chút. Phiền muộn mãnh liệt, khiến cho hắn sắp muốn nôn ra máu. Ngươi là cố ý muốn đánh vào mặt ta đúng không? Tốt lắm, nếu ngươi không cho mặt mũi như vậy cũng đừng trách ta không khách khí trong lòng hắn hử lạnh cắn răng nhìn lại lấy thành tích ngươi thông qua năm cửa ải sát hạch danh sư nhị tinh quả thật có tư cách chỉ có điều muốn tham gia sát hạch đầu tiên phải có đầy đủ tư cách mấy thứ này ngươi có sao tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng biết người trước mắt này quả thật có bản lĩnh sát hạch danh sư nhị tinh nhưng có những bản lĩnh này chưa hẳn đã hữu dụng bởi vì muốn sát hạch nhị tinh phải có một chút điều kiện tiên quyết thứ này không đạt được cho dù muốn thi cũng không đủ tư cách sao trương huyền nhìn qua sát hạch danh sư nhị tinh giống như danh sư nhất tinh cũng có yêu cầu đối chức nghiệp trợ giúp thậm chí càng cao hơn quy định phải có chí ít hai chức nghiệp trợ giúp đồng thời tất cả đạt được tiêu chuẩn nhị tinh mạc hoàng nhất lộ ra vẻ tự hào tại hạ bất tài là luyện đan sư nhị tinh trận pháp sư nhị tinh cùng với luyện khí sư nhị tinh, trên chức nghiệp hoàn toàn phù hợp. Xin hỏi, chức nghiệp trợ giúp của ngươi cũng đủ sao? Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn qua, chắp hai tay ở sau lưng. Chỉ có một luyện đan sư nhất tinh, chỉ sợ cũng không đủ để sát hạch danh sư nhị tinh. Chức nghiệp trợ giúp phải đạt được nhị tinh, còn cần có hai môn. Trương huyền sửng sốt, không nghĩ tới còn có quy định giống như vậy. Trước đó Lưu Sư Hình như cũng đã nói, chỉ là không nói rõ hắn cũng không để ý tới mà thôi không sai nếu như không có những chức nghiệp trợ giúp này vẫn mong rời khỏi đây nếu đã cạnh tranh đao sáng thương sáng cũng không cần thiết lưu mặt mũi cho đối phương mạc hoàng nhất hừ một tiếng đang muốn nói tiếp đã thấy thiếu niên ở trước mắt có chút do dự cổ tay lật một lần một huy hiệu xuất hiện ở trong lòng bàn tay đây là huy hiệu thi họa sư nhị tinh vốn có thi tam tinh nhưng bọn họ không có đồ nói phải đợi 10 ngày, lại miễn cưỡng đưa cho ta một cái nhị tinh. Không nghĩ tới còn thật sự dùng tới. Thi họa sư nhị tinh. Miễn cưỡng. Mọi người lại nôn ra máu. Khuôn mặt mạc hoàng nhất càng vặn vẹo. Vừa nói xong đối phương chỉ có một huy hiệu luyện đan sư nhất tinh, không có tư cách sát hạch, đối phương liền lấy ra một nhị tinh. Có cần nhanh như vậy hay không? Có cần đánh vào mặt như vậy hay không? Còn chức nghiệp thứ hai thì, vậy còn có một lấy ra huy hiệu thi họa sư, cổ tay Trương Huyền lại lật một cái. Lại một cái huy hiệu xuất hiện, chính là huy hiệu thuần thú sư nhị tinh ban đầu sát hạch ở thú đường. Hai cái huy hiệu nhị tinh lớn, lập lè tỏa ánh sáng, soi sáng hai mắt. Thật sự có hai chức nghiệp nhị tinh. Thi họa sư nhị tinh, thuần thú sư nhị tinh, còn nắm giữ thuật luyện đan lợi hại như vậy. Mạc sư sợ rằng có hơi khó. Thấy Mạc Hoàng Nhất nghi ngờ chức nghiệp của đối phương không đủ, đối phương liền lấy ra đủ huy hiệu, mọi người đồng loạt nhìn về phía vị đệ nhất thiên tài này. Muốn xem thử hắn cuối cùng sẽ nói như thế nào. Thấy ánh mắt của mọi người, sắc mặt mạc hoàng nhất nhăn nhó. Đã đâm lao phải theo lao, hắn cũng lại không quan tâm tới cái gì nữa, cắn răng. Cho dù chức nghiệp của ngươi cũng đủ, muốn được sát hạch danh sư nhị tinh, đầu tiên phải có thực lực tông sư cảnh. Thực lực không đủ, cũng không có tư cách. Sát hạch danh sư nhị tinh, cũng có yêu cầu về tu vi. Không đạt được tông sư cảnh là không được. Cái đó giống như sát hạch danh sư nhất tinh, không đạt được thông huyền cảnh, không đủ tư chất sát hạch. Nghe hắn nói như thế, mọi người lại nhìn về phía Trương Huyền. Chân khí thiên đạo của Trương Huyền tinh thuần, không dùng tới tu vi, người ngoài căn bản không nhìn ra thực lực cụ thể. Nhưng hắn có thể dễ dàng đánh bại khôi lỗi tông sư cảnh trong đường không sai, khiến cho mọi người đầy hiếu kỳ muốn biết cuối cùng hắn đạt tới thực lực gì. Tông sư cảnh, ta thực sự không đạt được, ta hiện tại chỉ là nửa bước tông sư. Thấy sát hạch nhị tinh còn có yêu cầu trên phương diện tu vi, Trương Huyền có chút do so dự. Thân thể thoáng lắc một cái, khí thế thể hiện ra không giữ lại chút nào. Nửa bước tông sư. Nửa bước tông sư tuy rằng cách tông sư rất gần, còn chưa đủ tư cách. Đúng vậy, xem ra hắn không có cách nào sát hạch danh sư nhị tinh. Tu vi nửa bước tông sư lại đánh bại Khôi lỗi tông sư cảnh, đồng thời tìm ra 30 chỗ thiếu hụt. Thực lực như vậy, khiến cho người ta kinh hoàng. Thấy hắn thể hiện ra tu vi chỉ có nửa bước tông sư, mọi người không nhịn được lắc đầu. Sát hạch danh sư nhị tinh, chức nghiệp trợ giúp tu luyện, tu vi là yêu cầu không thể thay đổi. Không đạt được thì không thể sát hạch, đây là quy định chết của tổng hội, ai cũng không có cách nào thay đổi. Nửa bước tông sư thoạt nhìn theo sát với tông sư, trên thực tế lại tranh lệch cực lớn. Vận khí tốt 1 2 năm lại có thể đột phá, vận khí không tốt, bị vây khốn 30, 50 năm cũng không phải là vấn đề. Không nói gì khác, 15 vị danh sư nhất tinh trong toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc lại thêm Mạc Vũ, Trương Huyền, danh sư nhị tinh cũng chỉ có 3 vị, đủ thấy độ khó. Không đạt được tông sư cảnh, sẽ không có tư cách sát hạch. Hay là thôi đi thấy tu vi của hắn quả nhiên không đạt được tông sư cảnh, Mạc Hoàng nhất thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vẫy một cái. Cái này, đừng có gấp. Thấy đối phương nhanh chóng đưa ra kết luận như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Nếu sát hạch nhị tinh cần phải đạt tông sư cảnh, người chờ một chút. Nói xong hắn nhắm hai mắt lại. Chờ một chút. Mạc Hoàng nhất cảm, thấy kỳ quái. Chờ cái gì? Âm âm. Hắn còn không có kịp phản ứng, lại cảm nhận được khí tức trên người đối phương đột nhiên nâng cao, giống như con chim bay thẳng lên chín tầng trời. Trương Huyền mở mắt ra lần nữa, mỉm cười. Được, đạt được tông sư. Chương 483, lại nhìn thấy sư huynh một. Phụt, thân thể mạc hoàng nhất thoáng lảo đảo một cái. Bảo mình chờ một chút, sau đó, sau đó đã đột phá. Trời ạ, à, còn có chuyện gì vô nghĩa hơn so với chuyện này hay không? Lĩnh hội võ học bốn biển Tập trung lại học thức tám phương, là vì Tông Sư. Người khác nhắm mắt lại mở ra, nhiều lắm chập mắt. Người nhắm mắt lại mở ra, nói cho ta biết người đột phá đến Tông Sư. Ta đánh em gái ngươi. Có cần đùa cợt như vậy hay không? Có cần lớn lối như vậy hay không? Trong nháy mắt, hắn giống như bị mấy luồng xét từ trên trời đánh chúng, từ trong tới ngoài, đều bị giật cho cháy khét. Hắn kích động muốn chết. Đột phá. Là thật, khí tức trên người hắn là tông sư cảnh. Vậy là đã đột phá, cũng quá đơn giản đi. Mọi người xung quanh, trong miệng tất cả đều giống như bị người nhét bông, trong mắt mỗi một trợn trừng sắp rơi xuống mặt đất. Đã từng thấy người tức giận phấn đấu, một buổi sáng mai lĩnh ngộ đột phá tông sư. Từng nghe nói khắc khổ tu hành, bế quan không để ý tới sống chết, cuối cùng thành công. Nhưng, nhắm mắt lại, bảo người ta chờ một chút đã đột phá, vẫn lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, lần đầu tiên nghe thấy quả thực giống như trò đùa đây chính là tông sư một cửa ải khó khăn nhất của võ giả tu luyện vô số người đến cuối cuộc đời cũng không tìm được cánh cửa lại cứ như vậy đột phá là muốn phát điên sao hắn đã đột phá chúng ta lại trước sau không tìm được phương pháp vô số danh sư bị dừng lại ở nửa bước tông sư chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực hận không thể tìm một chỗ chui vào cho dù người với người có tranh lệch lớn cũng không cần rõ ràng như vậy có được hay không tranh lệch cũng quá lớn lưu lăng ở một bên thân thể cũng thoáng lảo đảo một cái đêm qua hắn nói lời chân thành cho đối phương biết phải cố gắng tích lũy nếu không không có cách nào đột phá cái này thì hay rồi ngày hôm nay người ta lại ở trước mặt mọi người đột phá hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy sư huynh có phải ngày hôm qua sư huynh đã có thể đột phá vì cho ta mặt mũi lúc này mới cố ý áp chế ngày hôm nay thật sự không nhịn được, mới đột phá hay không? Nếu quả thật là như vậy, còn không bằng không để cho ta mặt mũi này, khiến cho ta bị đả kích ngoan độc như vậy có được hay không? Mọi người mỗi người đều có ý nghĩ riêng, chỉ có điều, tất cả đều lộ ra biểu tình giống như nhìn thấy quỷ. Hành động của người thanh niên này đã phá tan nhận thức của bọn họ đối với tu luyện, vượt qua phạm vi bọn họ có thể hiểu được. Bây giờ là tông sư, chắc hẳn có thể sát hạch danh sư nhị tinh. Trước đó ở đường không sai, thiếu chút nữa đột phá, chỉ có điều hắn ngăn chặn lại. Lúc này hắn dụng tâm dẫn dắt, Tu Vi lập tức tăng mạnh, thành công đạt được tông sư cảnh. Tiến vào tông sư cảnh, khí chất toàn thân đều phát sinh sự thay đổi. Chân khí cũng càng thêm hùng hậu, tuy rằng còn không có kiểm tra đo lường, đối với thực lực tăng bao nhiêu hắn không rõ lắm. Nhưng kinh lực toàn thân phun ra, xét về lực lượng đơn thuần, chỉ ít tăng lên gần gấp đôi. Trước đó có lực lượng 1.500 đỉnh, hiện tại sợ rằng dĩ nhiên có 3.000 đỉnh. Loại lực lượng này, dĩ nhiên có thể so với tông sư hậu kỳ bình thường. Nếu như để cho hắn lại gặp gỡ khôi lỗi kia, sợ rằng sẽ giống như khôi lỗi đầu tiên, ngay cả khuyết điểm cũng không cần tìm, là có thể một quyền đánh nổ. Là tông sư cảnh, phù hợp điều kiện. Nghe được câu hỏi, trúc trưởng lão vẻ mặt thật thà gật đầu. Sát hạch danh sư nhị tinh, yêu cầu đạt được tông sư cảnh. Hiện tại người thanh niên trước mắt này thành công đột phá, cũng sẽ không thể trở thành lý do gây khó dễ. Cho dù đạt được tông sư, có thể như thế nào? Mức độ tâm cảnh của ngươi chỉ có 5.1, không được 6.0 cũng không có tư cách. Mạc Hoàng nhất siết chặt nắm đấm. Dù sao cũng đắc tội, vậy đắc tội tới cùng. Cái này, sát hạch danh sư nhị tinh, mức độ tâm cảnh quả thật cũng có yêu cầu, phải đạt được ngoài 6.0 mới được. Rất sợ người thanh niên đối diện không biết, chúc trưởng lão lần này nói sớm. Điều này, thật ra Lưu Lăng đã từng nói với ta. Trương Huyền gật đầu. Ban đầu ở Thiên Huyền Vương quốc, thời điểm đám người Lưu Lăng giảng giải về mức độ tâm cảnh, lại từng nói qua, sát hạch danh sư nhất tinh, cần phải đạt được mức độ tâm cảnh ngoài 3.0, nhị tinh là 6.0, tam tinh là 9.0. Lấy loại này đẩy lên tiếp. Mức độ tâm cảnh của mình chỉ có 5.1 quả thật không có tư cách sát hạch. Tại hạ bất tài, vừa lúc đạt tới 6.0, tâm cảnh thỏa mãn tiêu chuẩn sát hạch nhị tinh. Thấy đối phương cuối cùng ăn ngậm bồ hòn, hòa nhau một phần, mạc hoàng nhất thở vào nhẹ nhóm, bàn tay nắm chặt. Một văn lý thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía trên viết mấy con số 6.0. Quả nhiên là mức độ tâm cảnh 6.0. Đáng sợ, tâm cảnh mới là căn bản của danh sư. Tâm cảnh không đạt được, tu vi cao tới đâu cũng vô dụng. Đúng vậy, xem ra Trương sư lại không sáng tạo kỳ tích. Đã coi như là kỳ tích, hắn mới bao nhiêu, chưa đủ 20 tuổi, từng tuổi này lại có mức độ tâm cảnh 5.1. Đạt được 6.0 chỉ là sắp tới. Nhìn thấy được tâm cảnh của Mạc Hoàng Nhất, quả nhiên đạt được 6.0, mọi người ồ lên, đồng thời đáng tiếc thay cho Trương Huyền. Chức nghiệp có thể sớm thi, tu vi có thể lập tức đột phá, mức độ tâm cảnh lại không có cách nào nâng cao trong khoảng thời gian ngắn đây là chuyện không có cách nào khác. Được, nếu ngươi không có đủ tư cách, xin mời qua một bên chờ. Ta hiện tại phải tham gia sát hạch. Biểu diễn xong mức độ tâm cảnh, Mạc Hoàng Nhất đưa hai tay ra sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ, thản nhiên nói. Tâm cảnh không được 6.0 quả thật rất phiền phức. Chỉ có điều, ngươi đừng có gấp, lại chờ ta một hồi. Có chút do so dự, Trương Huyền nói. Lại chờ ngươi một hồi. Nghe nói như thế, Mạc Hoàng Nhất lại thoáng lảo đảo một cái. chương 484, lại nhìn thấy sư huynh hai. Hắn cũng sắp điên rồi. Có nhầm hay không? Mức độ tâm cảnh không phải là tu vi, chỉ có thể làm tăng trưởng từng bước. Ta không tin, để cho ta chờ một lát, người còn có thể đột phá đến 6.0. Ánh mắt hắn không tốt nhìn qua, đã thấy thanh niên trước mắt, lần này không phải nhắm mắt lại, mà là ngắm nhìn bốn phía, hình như đang tìm người nào đó mức độ tâm cảnh muốn tăng trưởng phiền phức vô cùng cần phải ngày qua ngày năm lại năm không ngừng rèn luyện đối với trương huyền mà nói căn bản không có khả năng chờ lâu như vậy nếu lập tức phải bắt đầu sát hạch tất nhiên cùng mạc hoàng nhất này thi là hay nhất nếu không tới một chuyến nữa đủ phiền phức cho nên hắn nghĩ đến một biện pháp khiến cho học sinh cảm kích phát sinh sách màu vàng chỉ cần có sách thiên đạo này có thể dễ dàng khiến cho mức độ tâm cảnh tăng mạnh miễn đi phiền phức tu luyện. Trước đó, hắn còn muốn đi tới thiên vũ học viện thu học sinh, khiến cho người đó cảm kích. Hiện tại đám người triệu nhã lại đang ở đây, hoàn toàn có thể gọi bọn họ đến, nghĩ biện pháp hình thành sách. Đang tìm đám người triệu nhã, hắn đột nhiên sửng sốt, nhìn thấy được một bóng người quen thuộc. Chính là danh sư đêm qua gặp ở trong núi, Khương Thư. Hắn cũng là đệ tử của ta, ta giúp hắn thuần phục con hổ thân đỏ, hắn đã rất cảm kích nếu như lại có thể hỗ trợ giải quyết bệnh kín trên người khẳng định sẽ mang ơn có lẽ là có thể hình thành trang sách màu vàng ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong lòng hắn mỉm cười lập tức đánh tiếng khương thư người tới đây một chút đám người chúc trưởng lão mạc hoàng nhất vốn tưởng rằng vị trương huyền trước mắt này bảo bọn họ chờ một chút sẽ làm cái gì hiện tại nghe hắn nói như thế tất cả đều lảo đảo thiếu chút nữa nôn ra máu khương thư đó là đường chủ danh sư đường chúng ta có được hay không? Danh sư nhị tinh đỉnh phong, bất kỳ kẻ nào cũng tôn trọng gọi là Khương Sư, người lại gọi thẳng tên họ. Có nhầm hay không? Không chỉ mọi người ở đó, Khương đường chủ cũng không nhịn được sửng sốt, không biết đối phương gọi hắn làm cái gì. Vẻ mặt hắn kỳ quái, đang muốn đi tới, lại thấy Khương thần đầy tức giận ngăn cản trước mặt. Trương Huyền, người muốn làm gì? Phụ thân ta thân là danh sư nhị tinh đỉnh phong, đường chủ danh sư đường, sao có thể để cho người tùy tiện hô tới quát lui. Vị Khương thần này chính là con trai của Khương đường chủ. Hắn là phụ thân ngươi. Trương Huyền sửng sốt, có chút dự không ngờ được. Chỉ có điều, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lại bừng tỉnh. Khương đường chủ, danh sư nhị tinh đỉnh phong, tông sư đỉnh phong, ngay cả quốc vương bệ hạ thiên vũ vương quốc, sợ rằng cũng phải lấy lễ đối đãi, không dám vượt quá, thảo nào mạc vũ tuy rằng đáng ghét đối với vị khương thần này cũng không dám quá đáng hóa ra phía sau có thân thế lợi hại như vậy không sai khương thần ngẩng đầu lên hắn là danh sư nhất tinh ở địa phương thiên vũ vương quốc thế này tuy rằng nổi danh cũng không tính quá mức thu hút nhưng cũng bởi vì có thân thế tốt phụ thân tốt toàn bộ vương quốc cũng không ai dám khinh thường cho dù vương thất cũng hoàn toàn không dám thất lễ có phụ thân như vậy hắn đặc biệt tự hào. Hiện tại người khiến cho người ta chán ghét này, tự nhiên gọi thẳng, bảo phụ thân hắn qua, tất nhiên hắn vô cùng không vui. Người tránh qua một bên trước, ta có việc muốn nói với phụ thân ngươi. Biết phụ thân của Khương Thần chính là Khương Thư, hơn nữa người sau còn là đường chủ danh sư đường, Trương Huyền cũng có chút bất ngờ. Chỉ có điều, rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại. Trong thiên đạo đồ thư quán, giới thiệu liên quan tới Khương Thư, chỉ nói là danh sư nhị tinh, vẫn chưa giới thiệu là đường chủ danh sư đường. Nhưng toàn bộ vương quốc lại chỉ có ba vị danh sư nhị tinh. Hai vị trúc trưởng lão, quan phó đường chủ, hắn đã gặp. Người còn lại kia dĩ nhiên chính là đường chủ. Tùy tiện nhận học sinh, chính là đường chủ danh sư đường, vận khí cũng thật là tốt. Ngươi, thấy hắn không nhìn mình, còn muốn nói chuyện cùng phụ thân, khương thần tức giận, sắc mặt trắng bệch, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, đã bị người này đẩy sang một bên. Được, Người đi xuống trước đi. Khương Thư đi tới trước mặt Trương Huyền, nhìn về phía thanh niên trước mắt. Hắn có thể xác nhận, chưa từng gặp qua người trước mắt này. Nhưng đối phương lại mở miệng gọi tên của hắn, bảo hắn qua. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút cảm giác kỳ quái. Không biết Trương Sư bảo ta qua, vì chuyện gì. Tuy rằng trong lòng hắn thoáng không vui, nhưng vẫn làm đủ lễ nghi. Ta... À, Ngươi ngày hôm qua không phải bái một vị danh sư tên là Dương Huyền làm lão sư?" Trương Huyền nói. "Làm sao ngươi biết?" Toàn thân Khương thư chấn động. Chuyện này phát sinh tối hôm qua, hắn cũng không nói cho ai biết. Người trước mắt này lại mở miệng nói toạc ra, khiến cho hắn bị dọa giật mình. "Khương Đường chủ bái lão sư." Có thể khiến cho hắn bái làm lão sư, chẳng phải cho thấy thực lực người kia còn trên nhị tinh đỉnh phong sao? Chỉ sợ là vị danh sư Tam tinh Thiên Vũ Vương quốc từ lúc nào có nhân vật lợi hại như vậy? Nghe được Đường chủ thừa nhận, đoàn người ồ lên một hồi. Khương Đường chủ là danh sư lợi hại nhất trong cả Thiên Vũ Vương quốc. Hắn tự nhiên bái người khác làm lão sư, như vậy Dương Huyền phải rất lợi hại. Là lão sư? Là sư tổ? Nghe được Trương Huyền nói, mắt đám người lưu lăng, Triệu Nhã lại nhất thời sáng lên. Ngươi là? Sau khi hết khiếp sợ, Khương thư không nhịn được hỏi chuyện hắn bái sư vẫn chưa truyền ra ngoài, như vậy lại có thể là lão sư bên kia tiết lộ tin tức. Chẳng lẽ người trước mắt này có quan hệ với lão sư? Ta là học sinh thân truyền của Dương Huyền Dương Sư, dựa theo quy định, người phải gọi ta một tiếng. Sư Huynh, chương 485, tâm cảnh là số 0. 1. Sư Huynh của phụ thân. Khương thần lại nôn ra máu. Có nhầm hay không, phụ thân bái sư khi nào? hơn nữa gọi ngươi là sư huynh nếu như là sự thật vậy ta là cái gì sư điệt sắc mặt hắn nhăn nhó toàn thân từ trong tới ngoài đều là biểu tình muốn phát điên những người khác cũng vội vã nhìn qua muốn từ trong sắc mặt của đường chủ nhìn ra rốt cuộc có phải là sự thật hay không ngươi là đệ tử thân truyền của dương sư không để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh khương đường chủ sửng sốt sau đó chợt hiểu ra thảo nào trẻ tuổi như vậy lại lợi hại như vậy, dễ dàng qua được cửa ải. Hóa ra là học sinh của lão sư học sinh. Tùy tiện xuất hiện một người, bảo hắn gọi là sư huynh, hắn khẳng định sẽ không tin. Chỉ có điều, nếu như không phải học sinh của dương sư, người này làm sao có thể biết chuyện mình bái sư? Lại làm sao có thể có thiên phú lợi hại như vậy? Tùy tiện thi một chút, lại làm cho toàn bộ danh sư đường gà bay chó sủa. Nếu nói phía sau vị trương huyền này không có một vị danh sư lợi hại dạy dỗ, hắn cũng không tin. Mới gặp được lão sư hôm qua, ngày hôm nay trương huyền này lại xông ra. Thời gian cũng đúng, chắc hẳn không phải nói dối. Không sai, lão sư nói bởi vì vấn đề tu luyện, thân mắc người bệnh tật, lưu lại cho ta một bộ công pháp, thay mặt truyền cho ngươi. Chỉ cần dựa theo phía trên tu luyện là có thể giải quyết được tai họa ngầm, thậm chí đột phá đến nửa bước trí tôn, cũng không phải là vấn đề hóc búa. Trương Huyền truyền âm, "Cái gì?" Sắc mặt Khương Đường chủ trở nên ửng hồng. Ngày hôm qua Dương sư mở miệng nói ra vấn đề trên người hắn, hắn vốn tưởng rằng muốn truyền thụ công pháp cũng sẽ chờ mình làm vài chuyện, không nghĩ tới trực tiếp để cho vị Trương sư này thay mặt truyền. Cẩn thận nghe kỹ. Ngày hôm qua thông qua đồ thư quán, nhìn ra trong cơ thể đối phương có tai họa ngầm, hắn tìm đọc không ít sách, đã tìm được phương pháp giải quyết. Nếu muốn thu được cảm kích, hình thành trang sách màu vàng, cũng không cần lại do dự nữa. Hắn không giữ lại chút nào, lập tức truyền âm qua. Một bộ công pháp tu luyện, rất nhanh được hắn nói xong. Khương Đường chủ thân là danh sư nhị tinh đỉnh phong, bộ công pháp này còn chưa có nghe xong, đã biết nó hữu hiệu đối với tai họa ngầm của hắn. Sau khi nghe xong, hắn trực tiếp không ngừng run rẩy. Có thể dự kiến, chỉ cần thật sự dựa theo bộ công pháp này tu luyện, không chỉ có thể chữa trị tốt bệnh, Tu Vi khẳng định còn có thể nhanh chóng tăng trưởng. Đột phá gông cùng xiềng xích hắn vẫn tha thiết ước mơ, cũng không phải là không có khả năng. Đầu gối mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, khương đường chủ thành khẩn ôm quyền. Đa tạ lão sư hậu ban thưởng, đa tạ sư huynh thay mặt truyền công pháp. Hai người từ khi nói ra bệnh tật, cơ bản đều truyền âm. Mọi người xung quanh cũng không biết bọn họ nói cái gì. Tất cả đang cảm thấy kỳ quái, lại thấy khương đường chủ quỳ dạp xuống đất tất cả mọi người giật nảy mình khương đường chủ tự nhiên quỳ xuống trước tiểu tử này không phải quỳ trước hắn mà là đối với lão sư của hắn nói cách khác vị trương sư này thật sự là sư huynh của hắn vị dương sư này rốt cuộc là ai cấp cao bao nhiêu ai biết được nhưng có thể khiến cho khương sư cam tâm bái sư sợ rằng không thua kém tam tinh thậm chí càng cao hơn Mọi người mỗi một người đều siết chặt nắm đấm. Danh sư cao cấp nhất Thiên Vũ Vương quốc chính là Khương Đường chủ, nhị tinh đỉnh phong. Đột nhiên xuất hiện người khiến cho hắn cam tâm bái sư, đổi lại thành ai cũng sẽ kích động không thôi, khó có thể tin được. Phụ thân, Khương thần khóc, vốn tưởng rằng tiểu tử kia chỉ là khoác lác, phụ thân nhất định sẽ đập chết hắn. Kết quả là sự thật, hơn nữa còn quỳ xuống bái phục. Không cần chơi như vậy. Đám người Triệu Nhã càng kích động, sắc mặt mỗi người đỏ lên. Trước đó bọn họ còn đang suy nghĩ, lão sư vừa mới tới khiến Bạch Thiểm Y sư sợ chạy, Mạc Vũ công chúa ôm quyền. Nếu còn ở lại thời gian dài, có phải Đường chủ danh sư Đường cũng muốn bái kiến hay không? Kết quả, không ngừng bái kiến, còn quỳ xuống. Không hổ danh là lão sư, quả nhiên lợi hại. Mọi người chấn động kinh ngạc dục tiên dục tử, bên này Trương Huyền lại hưng phấn tới đỏ mắt quả nhiên công sức không phụ lòng người trong nháy mắt khương đường chủ quỳ xuống trong đầu hắn chấn động sách màu vàng lại xuất hiện lại ra một trang sách màu vàng xem ra trước đó hắn đã suy đoán đúng chỉ có học sinh phát ra cảm kích từ đáy lòng mới có khả năng hình thành thứ này có thứ này mức độ tâm cảnh có thể tăng khóe miệng hắn cong lên khẽ cười ầm ầm trong đầu hắn chấn động trong nháy mắt trang sách màu vàng bốc cháy lên Trương Huyền nhất thời cảm thấy trong đầu giống như là được cái gì đó thêm vào, lấp đầy. Chuyện trước đo không nghĩ ra, trở nên trong suốt rõ ràng, tốc độ tư duy cũng càng thêm nhanh chóng. Hóa ra đây chính là tâm cảnh minh lý cảnh. Cảm nhận được rất nhiều chuyện loạn hết cả lên trước đây, giống như kéo tơ bóc kén, có thể thấy được rõ ràng, không cần kiểm tra đo lường, Trương Huyền cũng biết, mức độ tâm cảnh khẳng định tăng lên. Tâm cảnh minh lý cảnh có thể khiến cho người ta dễ dàng hơn tìm được bản chất của sự việc nắm bắt được điểm yếu hại. Trước đây cần dùng thiên đạo đồ thư quán hắn mới có thể tìm được chỗ thiếu hụt. Dựa theo tâm cảnh nâng cao, cũng biến thành đơn giản, có thể dễ dàng phát hiện, cũng tìm được phương pháp giải quyết. Vốn định ngưng tụ ra trang sách, học tập tri thức. Hắn lắc đầu. Ban đầu, hắn dự định ngưng tụ trang sách màu vàng, chuyển hóa tất cả những quyển sách mới thu nhận gần đây thành kiến thức của mình. Hiện tại trang sách màu vàng đã sử dụng, hắn lại không có biện pháp nữa chỉ có điều, không nóng nảy, lần sau lại nghĩ biện pháp ngưng kết là được. Bình phục tâm cảnh, thở ra một hơi, Trương Huyền lại nhìn về phía trúc trưởng lão, mỉm cười. Được, tâm cảnh đủ rồi. Tâm cảnh đủ, có ý gì? Mạc Hoàng Nhất nhìn qua. Vừa rồi từng đo, tâm cảnh 5.1, muốn thi hạch danh sư nhị tinh căn bản không đúng quy cách. Sau khi nói chuyện với Khương Đường chủ một hồi, hắn quay đầu lại nói đã đủ. Có ý gì? Ngươi sẽ không phải nói. Lại chỉ một hồi như thế, tâm cảnh đã đạt được 6.0. Đổi lại thành người khác, nói như vậy, hắn khẳng định ra tay lập tức đánh chết người đó. Nhưng, người này lại không giống. Đầy điểm là 100 phân, hắn có thể làm ra 130. Sát hạch cửa thứ nhất, xông vào cửa thứ hai còn có thể tìm ra 30 chỗ thiếu hụt, nhắm mắt lại đã đột phá tông sư. Căn bản cũng không thể nào hình dung theo lẽ thường. Chương 486, tâm cảnh là số 0. Hai, ngươi là có ý nói, hiện tại mức độ tâm cảnh đạt được 6.0. Khóe miệng Trúc trưởng lão cũng giật một cái, đầy nghi ngờ nhìn qua. Ta cũng không biết, chỉ có điều ta cảm thấy hẳn là đủ, có thể tìm một văn lý thạch thử một chút. Trương Huyền gật đầu. Trang sách màu vàng có thể giúp hắn tăng cao mức độ tâm cảnh. Trước đó hắn đã từng trải qua nhưng một lần có thể nâng cao bao nhiêu hắn lại không xác định được. Dù sao, ai cũng không thể bảo đảm, trước đó tăng lên năm. Không, có đúng là quy tắc hay không? Cho nên nói cũng không thể nói hết. Hắn nói không xác định, mọi người nghe nói như vậy lại cảm thấy bất đắc dĩ. Không biết, hẳn là đủ. Mức độ tâm cảnh của chính bản thân mình, mình cũng không biết. Nói đùa sao? Lớn như vậy, thiên tài, yêu nghiệt gặp qua không ít. Quỷ dị như thế, khiến người ta chấn động kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được. Chỗ của ta có, cho ngươi. Cô nén kích động muốn nôn ra máu, trúc trưởng lão lấy ra một văn lý thạch, đưa tới. Tiện tay tiếp nhận, hai tay trương huyền nắm chặt, tâm cảnh toàn lực vận chuyển. Ông, có tiếng động khẽ vang lên. Mau nhìn, bao nhiêu? Sẽ không phải thật sự vượt qua 6.0 chứ? Ai biết được, nếu là người khác, khẳng định cảm thấy khoác lác. Nhưng người này, Thật sự nhìn không thấu. Nhìn thấy được hắn kiểm tra đo lường, tất cả mọi người đưa mắt tập trung qua, muốn nhìn xem kết quả. Ngay cả Mạc Hoàng Nhất cũng không nhịn được hít thở dồn dập. Vù. Trong lòng Trương Huyền cũng đầy hy vọng, mở bàn tay ra, cúi đầu nhìn lại. Thiếu chút nữa thì hắn cầm mở bàn tay ra trong tay ném ra. Đây là tình huống gì? Chỉ thấy văn lý thạch trong suốt lấp lánh, biến thành màu xanh xám, mất đi ánh sáng rực rỡ phía trên lại không có chữ số xuất hiện. Không có chữ số. Trước đó thời điểm không dùng trang sách màu vàng, mức độ tâm cảnh cũng có chừng không. Một, hiện tại một điểm cũng không hiện, thậm chí ngay cả một số không cũng không có. Làm cái gì vậy? Lẽ nào? Trong lòng có chút hồi hộp, khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Hắn không biết là trang sách màu vàng có thể tăng mức độ tâm cảnh, cũng có thể trung hòa. Thật vất vả đạt tới 5.1 Kết quả trực tiếp tiêu trừ. Nếu thực sự như vậy, đúng là đồ phá hoại. Vừa khoe khoang khoác lác, lại làm ra chuyện này, có thể bị mọi người trước mắt đánh chết hay không? Không có chữ số. Còn tưởng rằng thật sự đột phá 6.0, xem ra là phô trương thanh thế. Đúng vậy, làm gì có được vừa đo được 5.1, không được nửa canh giờ lại đạt được 6.0. Không chỉ Trương Huyền sửng sốt, mọi người xung quanh, mỗi một cũng không thể hiểu nổi. Ngươi không phải vừa nói có thể sát hạch sao? Thế nào vừa kiểm tra, ngay cả một điểm cũng không có. Giả vờ giả vịt, còn tưởng rằng thật sự có thể đột phá 6.0. Xem ra suy nghĩ quá nhiều, mức độ tâm cảnh cần phải thong thả tu luyện, làm sao có thể nói đột phá là đột phá. Trong đám người vang lên âm thanh. Tông sư đột phá, có thể nói ngươi tích lũy đủ. Mức độ tâm cảnh lại không giống vậy, trước đó mới kiểm tra ra 5.1 một lát nữa đã nói có khả năng đạt được 6.0. Đùa gì thế? Nếu không có chữ số, cũng lại cho thấy, vẫn chưa đạt được 6.0. Người còn chưa đủ tư cách sát hạch, chúc trưởng lão, không cần chậm trễ thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi. Thấy không xuất hiện 6.0, Mạc Hoàng nhất thở vào nhẹ nhóm, lại khôi phục sự tự tin. Cho người giả vờ. Hừ, lần này thất bại rồi. Tâm cảnh không đạt được, sẽ không có tư cách sát hạch. Nếu muốn đổi kịp ta, lại chờ một khoảng thời gian đi. Ừ. Liếc mắt thoáng nhìn văn lý thạch trong tay Trương Huyền, vẫn chưa hiện ra chữ số, Trúc trưởng lão lắc đầu. Hắn đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Khương Đường chủ ở phía đối diện, thần sắc ngưng trọng đi tới. Tạm thời không vội. Thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy được biểu tình của Đường chủ như vậy, Trúc trưởng lão đầy nghi ngờ. Những người khác cũng không kìm lòng được quay đầu lại. Khương Đường chủ cũng không trả lời mà đi tới trước mặt trương huyền tiện tay cầm văn lý thạch trong lòng bàn tay hắn lên năm ngón tay vừa chạm vào răng rác một tiếng động vang lên văn lý thạch vỡ thành bụi phấn cái này tất cả mọi người đều sửng sốt văn lý thạch giống như ngọc thạch vô cùng cứng rắn ngón tay khương đường chủ căn bản không dùng lực làm sao có thể vỡ nát quả nhiên là như thế giống như xác nhận cái gì khương đường chủ gật đầu trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng. Đường chủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trúc trưởng lão nhìn qua, những người khác cũng lộ ra biểu tình nghi ngờ. Chỉ cần là tâm cảnh minh lý cảnh, vận chuyển tâm cảnh, cầm văn lý thạch, khẳng định sẽ xuất hiện chữ số. Trường sư trước đó khảo nghiệm qua, các người cũng thấy, đạt tới 5.1. Hiện tại kiểm tra lại không có thành tích, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Khương đường chủ nói, mọi người gật đầu đúng là như thế chỉ cần là tâm cảnh minh lý cảnh chắc hẳn là đều sẽ xuất hiện con số thế nào lại không có gì cả văn lý thạch không xuất hiện chữ số có hai khả năng đầu tiên không phải tâm cảnh minh lý cảnh thứ hai mức độ tâm cảnh vượt qua phạm vi văn lý thạch có thể thừa nhận cho nên không phải là không muốn biểu hiện mà là biểu hiện không được khương đường chủ chậm rãi nói vượt quá phạm vi chịu đựng đồng tử của mọi người đồng thời co lại Chương 487, tâm cảnh 10.1. 1. Một, chúng ta sử dụng văn lý thạch, là văn lý thạch hạ phẩm, chỉ có thể kiểm tra đo lường tâm cảnh dưới 9.0. Nói cách khác, chỉ có thể kiểm tra mức độ dưới danh sư tam tinh. Một khi vượt quá, sẽ không chịu nổi, biến thành phế phẩm. Khương Đường chủ gật đầu, chỉ về phía bột phấn trên mặt đất, mở miệng giải thích. "Bằng không, văn lý thạch bình thường vô cùng cứng rắn, không vượt quá phạm vi chịu đựng, phá hủy hoa văn trong đó, làm sao có thể vừa đụng lại vỡ. Vừa nói như vậy, thật ra có khả năng. Mọi người lại sửng sốt. Văn lý thạch giống như ngọc thạch, phẩm chất cứng rắn. Cho dù sử dụng trường kiếm cứng rắn chém xuống, cũng rất khó phá hủy. Vừa đụng lại biến thành bụi phấn, quả thật có chút quỷ dị. Đường chủ là có ý nói, giá trị mức độ tâm cảnh của trương sư có khả năng vượt qua. 9.0 Hiểu ý của đối phương, Môi Trúc trưởng lão khô lại, âm thanh có chút run rẩy. Khái niệm 9.0 là thế nào? Danh sư Tam tinh tiêu chuẩn, một người chưa đủ 20 tuổi đạt được loại tiêu chuẩn này. Nghe nói như thế, mọi người xung quanh cũng hiểu được. Mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, à, vừa kiểm tra 5.0, vốn tưởng rằng đột phá 6, không là châu bò, không còn biết trời trang gì nữa. Nghe ý của Khương Đường chủ, còn không dừng lại ở đây, muốn xác định có đúng hay không cũng rất đơn giản chỗ của ta có một văn lý thạch trung phẩm thử một chút là có thể biết thành tích sắc mặt khương đường chủ nghiêm trọng cổ tay lật một cái một viên ngọc thạch xuất hiện cái văn lý thạch này rất rõ ràng khác với cái đã sử dụng trước đó càng trói mắt hơn hoa văn phía ngoài cũng càng dày đặc người tu vi thấp chỉ xem một chút sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng không chịu nổi văn lý thạch trung phẩm mỗi một cái đều là vô giá Danh sư đường trong toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc cũng chỉ có một cái. Trương sư huynh, vẫn làm phiền ngươi thử lại một chút. Hắn đưa văn lý thạch tới. Nghe được công pháp, đã xác nhận vị Trương Huyền này nhất định là học sinh của Dương sư, hắn lập tức cũng sửa lại cách xưng hô, đổi thành sư huynh. Đổi lại thành người khác, đường chủ danh sư đường lại là nhân vật siêu cường ngay cả quốc vương cũng có thể không để ý tới, lại xưng hô một người còn nhỏ hơn cả con trai mình là sư huynh, tất nhiên sẽ xấu hổ nhưng chính mắt thấy sự đáng sợ của Dương Sư, hơn nữa trong danh Sư cũng có cách nói, tuổi không lớn nhỏ, người thành đạt là Sư. Tiếng thứ nhất gọi ra, phía sau cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên nữa. Ừ, Trương Huyền lên tiếng, tiếp nhận văn lý thạch, lòng bàn tay hợp lại, tinh thần thoáng động, tâm cảnh lại vận chuyển ra. Ông, lại tiếng động khẽ vang lên, hắn cúi đầu nhìn lại. Không giống với vừa rồi không có chữ số, một tia sáng chói mắt từ trong văn lý thạch trung phẩm bắn ra, chiếu khắp nơi sặc sỡ lóa mắt. Một hàng con số chậm rãi nổi lên ở phía trên. Nhìn thấy rõ ràng con số phía trên, tất cả mọi người đều ngây người, lập tức bùng nổ. 10, 10, 10 giờ phẩy 1. Mức độ tâm cảnh của hắn là 10.1. Vốn tưởng rằng đối phương là đang khoác lác, mức độ tâm cảnh là không. Kết quả, đạt tới 10.1. Tâm cảnh 3.0 sát hạch danh sư nhất tinh. 6.0 sát hạch nhị tinh, 10.1 cho dù sát hạch tam tinh cũng đủ. Không phải mới vừa rồi, 5.1 sao, thế nào? Lần này Mạc Hoàng nhất thật sự muốn khóc. Hắn cảm thấy đối phương là đặc biệt tới đánh vào mặt mình. Phá đi tất cả kỷ lục hắn lưu lại không nói, quan trọng hơn chính là vừa nghi vấn chức nghiệp không đủ, hắn liền lấy ra huy hiệu. Vừa nói người ta không đạt được tông sư, lại ở ngay tại chỗ đột phá. Mấu chốt nhất chính là vừa nói mức độ tâm cảnh của hắn không đủ, hắn không chỉ đạt tới 6.0, còn thoáng một chút ngay cả tư cách sát hạch danh sư tam tinh cũng đủ. Vẫn có thể chơi đùa được nữa hay không? Nếu có một khe nứt, hắn tuyệt đối sẽ lập tức chui vào, lại cũng không muốn sống nữa. Lục tầm ở một bên cũng cảm thấy cổ họng thoáng ngọt, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đột phá tâm như mặt nước phẳng lặng, mức độ đạt được một. Tám, đã thật hưng phấn cảm thấy không ngủ được, tự cho mình chính là thiên tài siêu cấp, trời đất bao la có thể tùy ý ngao du. Nhìn thấy được tâm cảnh của trương lão sư, hắn mới biết được. Hắn cái gì cũng không phải. Quay đầu nhìn lại, hắn không nhịn được lắc đầu, đầy thông cảm với mạc hoàng nhất. Vị này đường đường là đệ nhất thiên tài, bị đả kích. Cuộc sống cũng sắp không thể tự gánh vác. Trương lão sư, người cũng đủ rồi. Ngay cả loại nhân vật lợi hại giống như Mạc Hoàng Nhất này, cũng bị đả kích thành như vậy hắn biết khoảng cách tranh lệch mình và vị trương lão sư này dường như đã lớn hơn, không cần thiết để so sánh bất kỳ thứ gì nữa. Đến 10 tháng 1, mọi người phát điên, Trương Huyền cũng sững sờ, lập tức gật đầu. Xem ra trang sách màu vàng vẫn chưa trung hòa mức độ trước đó, vẫn trước sau cho lực như một, khiến mình lại tăng năm. Không vạch. Ban đầu, mọi người cũng rất phiền muộn, nhìn thấy vẻ mặt hắn ngây ngô, tới lúc này mới hiểu rõ, mọi người lại muốn nôn ra máu, mức độ tâm cảnh đạt được cảnh giới gì, bản thân mình còn không tự biết. Người tốt hơn một chút có được hay không? Trương sư, mức độ tâm cảnh rất khó nâng cao. Người đây là... Tìm chế sự chấn động trong lòng, trúc trưởng lão thật sự không nhịn được, hỏi. Mức độ tâm cảnh giống như tuổi, cho dù có biện pháp tu luyện tốt, cũng chỉ có thể làm từng bước, theo thời gian miệt mài, tăng lên từng chút một. Chương 488, tâm cảnh 10.1 2 thoáng cái từ năm tháng 1 đạt được 10.1, khó tránh khỏi tăng cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, tâm cảnh tăng bao nhiêu, chính mình cũng không biết. Ngươi lại chỉ hồ đồ một chút sao? Nghe được câu hỏi, những người khác cũng đều nhìn qua, muốn biết có chuyện gì xảy ra. Cái này, Trương Huyền có chút do dự, mặt lộ vẻ khổ sở, một lát sau, nói: "Mà thôi, nếu như không nói, nói vậy các ngươi cũng sẽ không cam lòng. Mức độ tâm cảnh của ta cụ thể là bao nhiêu, ta thực sự không biết. Bởi vì thời điểm trước khi đột phá, tâm như mặt nước phẳng lặng đã bị lão sư phong ấn lại, đồng thời đặc biệt căn dặn, chỉ có khi thực lực đạt được mới có khả năng giải ra ra. Vừa rồi sở dĩ tăng nhiều như vậy, chắc là vừa đột phá tông sư, khôi phục lại một ít. Trang sách màu vàng, thiên đạo đồ thư quán, hắn không có khả năng nói ra. Về phần lý do thoái thác, trước đó hắn đã nghĩ xong, giao cho lão sư không sở tới kia là được. Phong ấn lại tâm cảnh, còn có cách nói này. Tâm cảnh phải mạnh tới mức nào mới muốn ra tay phong tỏa? Mọi người ồ lên. Phong ấn lại mức độ tâm cảnh, bọn họ chưa từng nghe qua. Nhưng nếu như không phải như vậy, thật sự không có cách nào giải thích được tại sao mức độ tâm cảnh lại thoáng cái tăng mạnh 5.0. Bọn họ chấn động đồng thời cũng nhìn qua giống nhìn quái vật. Rốt cuộc tâm cảnh cao bao nhiêu mới cần phải phong ấn? vị lão sư kia của hắn lại là danh sư mấy sao mới có thể làm được điểm ấy. Trước đó, còn có người cảm thấy hắn có phải có phương pháp lợi hại nào đó để đột phá tâm cảnh hay không? Khi nghe được, lúc này mới biết, tâm cảnh của người ta cường đại là trời sinh, không cách nào sánh được. Có vài người xác thực trời sinh tâm cảnh cường đại, có người nói trước đây thiên nhân khổng sư, chính là tâm cảnh tiên thiên nhập thánh, có thể so với danh sư cửu tinh, vừa sinh ra lại vô cùng bất phẩm Cuối cùng ngài có khả năng đi tới thế giới đỉnh phong, khiến người ta bái phục. Khương Đường chủ mở miệng, "Tâm cảnh tiên thiên nhập thánh, có thể so với danh sư Cửu Tinh. Mọi người lại bị dọa cho giật mình. Tuy rằng không biết tiêu chuẩn cụ thể của danh sư Cửu Tinh, nhưng dựa theo 3.01 cấp, cũng phải đạt đến ngoài 27.0 mới được." Trời sinh lại có mức độ tâm cảnh đạt đến 27. Không chỉ Khổng Sư, danh sư Đường trong Hiên Viên Vương quốc phong hào cũng có một vị thiên tài, 17 tuổi bước vào cảnh giới tâm phẳng lặng như mặt nước. Lần đầu tiên kiểm tra, lại có mức độ tâm cảnh 9.3, khiến người ta cảm thấy khủng khiếp, đủ để sát hạch danh sư tam tinh. Thân là đường chủ, biết rất nhiều bí mật, Khương Thư tiếp tục nói. Loại thiên tài siêu cấp này, tuy rằng rất hiếm có, lại đã từng có tiền lệ. Chỉ có điều, tâm cảnh rất cao, tu vi không theo kịp, rất dễ dàng xuất hiện độ tranh lệch, cuối cùng dẫn đến biến số không thể phát hiện có khả năng lão sư cũng xét thấy điều này, mới phong ấn mức độ tâm cảnh của ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Thảo nào loại nhân vật lợi hại như Dương Sư này, thu hắn làm học sinh. Trời sinh lại nắm giữ loại mức độ tâm cảnh này, tuyệt đối là một danh sư kỳ tài ngàn dặm mới tìm được. Chỉ cần không ngã xuống, thanh tựu tuyệt đối không ở dưới danh sư tứ tinh. Thì ra là thế. Cũng đúng, tâm cảnh khó có thể nâng cao bình thường tu luyện mấy chục năm, đều nâng cao không phải mấy, một phải mấy. Nếu như đều giống chúng ta, khởi điểm thấp như vậy, lại làm sao có thể xuất hiện danh sư lục tinh, danh sư thất tinh. Thậm chí càng cao. Đúng vậy, trời đất bao la, cường giả vô số. Thiên vũ vương quốc tuy rằng được tính là lớn nhất ở trong 13 vương quốc xung quanh, nhưng so với cường quốc chân chính, vẫn chỉ là góc biên hẻo lánh. Nghe xong Khương Đường chủ giải thích, mọi người lúc này mới hiểu được trời đất bao la cường giả vô số rất nhiều chuyện theo bọn họ hoàn toàn không có lý do trên thực tế chỉ là kiến thức ít mà thôi trương huyền cũng không nghĩ tới còn có mức độ tâm cảnh trời sinh lại cường đại như vậy hắn có chút kinh ngạc chỉ có điều nếu khương đường chủ đã thay hắn giải thích hắn cũng lại lười tìm lý do hắn nhìn về phía mạc hoàng nhất trước mắt chức nghiệp tu vi tâm cảnh đều đạt tới mạc sư sát hạch danh sư nhị tinh còn có yêu cầu gì nếu không cùng nhau làm cũng tiện cùng nhau chuẩn bị một chút không mạc hoàng nhất chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực thân thể run lên mặt giống như trái mướp đắng ban đầu hắn muốn ngăn cản đối phương sát hạch để một tiếng cất lên khiến người ta kinh ngạc kết quả kinh người không có làm được ngược lại biến thành mất mặt không vậy ta có thể sát hạch danh sư nhị tinh ánh mắt trương huyền nhất thời sáng lên có thể mạc hoàng nhất đè nén kích động muốn nôn ra máu sớm biết rằng người này biến thái như vậy không có việc gì lại gây với hắn làm gì kết quả lúc này lại hay rồi danh tiếng thiên tài xuống dốc ở trong mắt người khác biến thành không biết lượng sức nếu điều kiện phù hợp vậy hai vị bắt đầu sát hạch rất sợ trương huyền tiếp tục hỏi tiếp mạc hoàng nhất sẽ lập tức buồn bực nhảy lầu chúc trưởng lão cắt ngang sự xấu hổ sát hạch danh sư nhị tinh cũng có năm cửa ải trong đó phòng trợ giúp tu luyện, điện khôi lỗi, biển công pháp, đường không sai gần như tương đồng, chỉ là độ khó tăng lên. Ví dụ như, phòng trợ giúp tu luyện vẫn sát hạch luyện đan, sẽ chỉ điểm chế luyện đan dược nhị phẩm. thi họa sư cũng sẽ chỉ điểm làm ra bức tranh tứ cảnh. Bốn cửa ải này tương đồng, chỉ có cửa thứ nhất phòng tiến nhiệm, hoàn toàn khác. Cửa thứ nhất phòng tiến nhiệm yêu cầu kiểm tra đo lường độ tiến nhiệm của học sinh. Người học sinh này có thể dạy mấy năm, có thể không hạn chế tuổi tác. Không ít người có thể đầu cơ trục lợi, liền dẫn theo học sinh từ nhỏ, tất nhiên mức độ thân thiện với hắn cao. Nhưng sát hạch nhị tinh sẽ không dễ dàng như vậy. Sát hạch nhị tinh sẽ để người sát hạch hiện tại thu học sinh. Cho 10 ngày, trong khoảng thời gian này, độ tín nhiệm không cần vượt quá 50, đạt được 40 xem như thông qua. Trúc trưởng lão nói ra quy định sát hạch danh sư nhị tinh quyền thứ năm hắn là lão sư của ta. chương 489, sát hạch phòng tiến nhiệm chân chính 1. Hiện tại thu học sinh, dạy dỗ 10 ngày, để độ tiến nhiệm đạt được 40. Mạc Hoàng Nhất nhướng mày. Độ tiến nhiệm 40 nghe đơn giản hơn so với sát hạch nhất tinh, trên thực tế độ khó gia tăng không chỉ gấp đôi. Trước đó độ tiến nhiệm 50, không ít người dạy dỗ học sinh chỉ ít 3 năm trở lên, hơn nữa từ nhỏ đã bắt đầu chỉ điểm, mức độ tín nhiệm lại càng được thành lập. Thu học sinh từ khi biết đến khi sát hạch, chỉ có 10 ngày, đã muốn khiến cho hắn có độ tín nhiệm đạt được 40, khó khăn to lớn, khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Cửa sát hạch phòng tín nhiệm này có thể đặt ở sau cùng. Hiện tại các người có thể sát hạch 4 cửa ải còn lại. Giới thiệu xong quy tắc, Trúc trưởng lão nhìn về phía hai người Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất. Được, Trương Huyền gật đầu, nhấc chân lại muốn đi vào hắn mới đi hai bước đã bị trúc trưởng lão gọi lại. Trương sư, người tạm thời không vội. Trương huyền nghi ngờ nhìn qua. Ách, là như vậy, người có thể thi sau mạc sư hay không? Ta sợ, sau khi người đi, khôi lỗi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Như vậy, mạc sư lại không có cách nào sát hạch. Trúc trưởng lão có chút xấu hổ. Cửa thứ nhất của danh sư đường, sau khi người này thi qua, khôi lỗi ở các cửa ải đều hỏng lần sau còn không biết bao lâu mới có thể để cho người ta sát hạch. Trúc trưởng lão đã có chút sợ hãi, hắn rất sợ cửa thứ hai qua đi cũng một mảnh hỗn độn. Nếu thật sự như vậy, Mạc Hoàng Nhất cũng không cần thi nữa. Ách, à, được rồi. Trương Huyền đầy xấu hổ. Không nghĩ tới lại sát hạch một lần, lưu lại cho người ta một ấn tượng xấu như vậy. Đương nhiên, nếu như để cho hắn biết, trong lòng mọi người, hắn sát hạch danh sư, so với đập bãi, phá quán, quả thực giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ càng bất đắc dĩ. Mạc Hoàng Nhất không hổ danh là thiên tài siêu cấp của Thiên Vũ Vương quốc, luân phiên sát hạch, một lúc lâu sau, đi ra, bốn cửa ải đều đã thông qua. Trên thành tích mặc dù không có nghịch thiên giống như Trương Huyền, nhưng cũng phá vỡ không ít kỷ lục trước đây. Đến lượt Trương Huyền bắt đầu sát hạch, lại là một trận gà bay chó sủa, tất cả cửa ải đều gần như tàn phế, lúc này hắn mới đi ra nhìn thấy được danh sư đường hoàn toàn tê liệt, đám người khương đường chủ, trúc trưởng lão, ngô sư nước mắt chảy ào ào. Tuy rằng danh sư đường có thể tự động tu bổ, nhưng cũng cần rất nhiều tài chính, nguyên liệu tập trung vào. Khôi lỗi nhất tinh, nhị tinh đều bị tổn thương, còn không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tiền mới có khả năng hoàn hảo giống như lúc ban đầu. Thông qua bốn cửa ải này, còn có cửa ải cuối cùng sát hạch phòng tiến nhiệm. Cho các người 10 ngày, thu một hoặc nhiều học sinh chỉ cần khiến cho độ tín nhiệm của hắn vượt qua 40 là được. Hai người đều thông qua tất cả, trúc trưởng lão nói ra hạng mục cuối cùng. Thu một đệ tử là được. Trương Huyền nhìn qua. Không sai. Trúc trưởng lão vuốt dâu. Mười ngày. Trương Huyền suy tư một chút. Hiện tại ta thu một người. Được chưa? Mười ngày sát hạch danh sư nhị tinh, thật sự quá chậm. Không được, lại ở hiện trường thu một người, nói vậy khiến cho độ tín nhiệm của hắn vượt qua 40, cũng không khó. Đừng vội, thu học sinh còn có yêu cầu. Trúc trưởng lão lắc đầu, ngay sau đó nhìn quanh một vòng. Sát hạch danh sư nhị tinh, còn có nhiệm vụ cần trương sư, mạc sư đi làm. Có thể phải rời khỏi thiên vũ vương thành, trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về. Mời các vị trở về đi, yên tâm, nhiệm vụ này không dính dáng tới nguy hiểm, an toàn vô cùng. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào liên hệ cùng các ngươi mà thôi. Còn có nhiệm vụ, phải rời khỏi Vương Thành, thế nào trước đây chưa từng nghe qua. Chỉ cần không nguy hiểm là được. Không nghĩ tới sát hạch danh sư nhị tinh phức tạp như vậy, còn có nhiệm vụ rời khỏi Vương Thành, tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Bọn họ còn muốn hỏi rõ ràng, nhưng nhìn thấy Trúc Trưởng Lão không muốn nhiều lời, lại hạ lệnh đuổi khách, bọn họ không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, lui ra ngoài đám người triệu nhã cũng liếc mắt nhìn trương huyền sau đó đi ra khỏi đại sảnh rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại có trương huyền mạc hoàng nhất cùng với ba vị danh sư nhị tinh khương đường chủ được rồi trúc trưởng lão khác vừa nước đục thả câu nữa nói đi khương đường chủ khoát tay ừ trúc trưởng lão gật đầu nhìn về phía hai người trương huyền mới vừa rồi nói cùng mọi người các người phải có nhiệm vụ ra khỏi thành là giả mục đích là để phối hợp các người hoàn thành sát hạch phòng tín nhiệm, để phòng xảy ra phiền toái không cần thiết. Trương Huyền và Mạc Hoàng Nhất nhìn nhau, đều có chút không hiểu nổi. Sát hạch phòng tín nhiệm, giống như ta mới vừa nói, trong vòng 10 ngày, khiến cho học sinh mới thu nhận, độ tín nhiệm đạt được 40. Chỉ có điều, các người không thể lấy thân phận bây giờ thu đồ đệ. Bằng không, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý bái làm học trò, độ tín nhiệm cũng rất dễ dàng đạt được chương 490, sát hạch phòng tín nhiệm chân chính 2. Trúc trưởng lão nói, cái này, hai người gật đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Hai người qua hết bốn cửa ải, cơ bản chẳng khác nào chó chặt ở trên chiếc hết danh sư nhị tinh. Lúc này muốn thu học sinh, khẳng định có vô số người chen trúc đến, muốn cho một hai người đạt độ tín nhiệm đến 40, thật sự quá đơn giản. Không thể lấy thân phận bây giờ, vậy. Mạc Hoàng nhất đối với quy định sát hạch danh sư nhị tinh này hình như cũng biết không biết rõ ràng, nghi ngờ nhìn qua. Danh sư Đường sẽ cho hai người các ngươi thân phận mới, cũng sẽ giúp các ngươi thay đổi dáng vẻ một chút, đưa đến Thiên Vũ học viện làm một lão sư bình thường. Trong vòng 10 ngày, dựa vào thân phận mới, tuyển chọn, nhận học sinh, khiến cho độ tín nhiệm của hắn đạt được 40 xem như thông qua. Trong lúc ở chỗ này, không thể cho thấy thân phận, không thể liên hệ với bất kỳ người nào. Bằng không sát hạch thất bại chúc trưởng lão thần thái nghiêm túc giấu giếm thân phận đi làm lão sư bình thường không thể cho thấy thân phận không thể liên hệ với bất kỳ kẻ nào trương huyền mạc hoàng nhất đều sửng sốt hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới cửa sát hạch danh sư nhị tinh này lại quỷ dị như vậy chỉ có điều suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được nắm giữ thân phận danh sư bản thân có thể khiến cho độ tín nhiệm của người ta tăng lên nếu như quả thật lấy dáng vẻ của chính mình đi thu nhận học sinh, sợ rằng không bao lâu có thể khiến cho người ta khăng khăng một mực. Nhất là Mạc Hoàng Nhất, thân là đệ nhất thiên tài của Vương quốc, người hâm mộ khẳng định rất nhiều. Chỉ cần tìm tới mấy người có độ tín nhiệm đạt được 40 còn không phải là dễ dàng như trở bàn tay. Một khi không cần thân phận, đổi lại thành một người khác, lại không giống. Tất cả làm lại từ đầu. Nếu như vậy cũng có thể làm cho độ tín nhiệm của học sinh trong khoảng thời gian ngắn đạt được 40, mới chính thức có thể thể hiện ra năng lực dạy học, không xấu hổ với danh hiệu danh sư nhị tinh. Vừa rồi ta cố ý nói với mọi người, các người phải ra ngoài làm nhiệm vụ, như vậy cho dù học viện xuất hiện thêm hai vị lão sư, cũng sẽ không có người nào nghi ngờ. Trúc trưởng lão cười giải thích. Hai người hiểu được, có hắn làm nền, chắc hẳn không bao lâu, Người trong toàn bộ vương thành đều biết bọn họ phải ra thành hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cho dù bọn họ lần vào Thiên Vũ học viện cũng sẽ không gây ra sóng gió lớn. Không ai nghi ngờ, thân phận trước đây tự nhiên cũng không dùng tới nữa. Tất cả làm lại từ đầu. Được rồi, thân phận của hai người các ngươi, danh sư đường đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, có thể trải qua bất kỳ đợt thẩm tra nào. Buổi sáng ngày mai, bởi vì mấy vị lão sư rời khỏi Thiên Vũ học viện vừa lúc sẽ công khai thông báo tuyển dụng lão sư, bổ sung máu mới. Các ngươi qua nhận lời mời, nói trước một câu, lão sư của học viện, bao gồm viện trưởng, cũng không biết thân phận của hai người các ngươi. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, 10 ngày sau, dẫn theo học sinh mới thu nhận về tới đây. Chỉ cần độ tín nhiệm thông qua, xem như sát hạch thành công, có thể trực tiếp phát huy hiệu danh sư nhị tinh, ngay cả hội vấn đáp đều không cần trải qua. Trúc trưởng lão nói xong, truyền lại hai bộ sách. Tiếp nhận một quyển trong đó, Trương Huyền mở ra nhìn. Liễu Trinh Sát hạch thành công giáo sư bình thường ở nghiệp đoàn giáo sư tuyển hải thành của Thiên Vũ Vương Quốc, 24 tuổi, tu vi thông huyền cảnh sơ kỳ, từng dạy thay một năm ở tuyển hải học viện. Phía trên ghi lại là nhân vật hắn phải ngụy trang, cuộc đời từ khi sinh ra đến bây giờ, gần như bao dung tất cả ở bên trong. Không tính là thiên tài, cũng không tính là quá yếu, miễn cưỡng thành lão sư trên người không có quá nhiều hào quang, tất nhiên cũng không có quá nhiều sơ hở. Rất nhanh hắn đã lật xem xong quyển sách, tất cả mọi thứ về thân phận này, hắn đã ghi nhớ ở trong lòng. Không thể không nói, danh sư Đường chuẩn bị vẫn rất chu toàn. Vị Liếu Trình này thật sự tồn tại, cho dù điều tra tỉ mỉ cũng có thể điều tra ra. Chỉ có điều, vị Liếu lão sư này hiện tại đi chỗ nào, cũng không ai biết được. Chắc là cùng nghiệp đoàn giáo sư ký kết hiệp nghị nào đó. Vì phối hợp sát hạch đã cố ý ẩn nấp. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Mạc Hoàng Nhất, chỉ thấy hắn cũng vừa xem xét xong. Nói vậy phía trên cũng viết thân phận, cuộc đời hắn phải ngụy trang. Được, đây là mặt nạ da người của danh sư Đường, các ngươi mang vào sẽ biến thành phải người phải ngụy trang kia. Sát hạch bắt đầu tính thời gian từ ngày mai, trong vòng 10 ngày phải dẫn học sinh tới kiểm tra, bằng không cũng coi như là thất bại. Trúc trưởng lão lại đưa qua hai chiếc mặt nạ da người. Trương Huyền tiếp nhận, đặt ở trên mặt, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái một hồi, mặt nạ trong nháy mắt rung tiến vào ra, sờ không tới nhìn cũng không thấy. Hắn không nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ, chỉ có điều khi nhìn về phía Mạc Hoàng Nhất, hắn lập tức phát hiện, người này đã hoàn toàn khác hẳn so với trước, giống như là thay đổi một người khác. Thậm chí ngay cả khí tức trước đó cũng không cảm thấy được. Không hổ danh là đồ của danh sư Đường, quả nhiên lợi hại. Ngày hôm nay còn có thời gian cả đêm để chuẩn bị. Có chuyện gì cần giao phó, sớm thông báo một chút. Chỉ có điều, không thể nói cho bất kỳ người nào biết các người đi chỗ nào, ngụy trang thành người nào. Căn dặn xong tất cả, cuối cùng chúc trưởng lão nói. Hai người gật đầu. Nếu là sát hạch danh sư nhị tinh cửa ải, tất nhiên bọn họ không hy vọng bởi vì những nguyên nhân khác do đó dẫn đến bị bỏ quyền. Đối với loại sát hạch này, trương huyền cũng không phản đối trái lại nóng lòng muốn thử vừa vặn hắn muốn đi tới thiên vũ học viện thu mấy học sinh nghĩ biện pháp thu được sự cảm kích tạo thành trang sách màu vàng sát hạch này coi như là hắn thỏa mãn tâm nguyện chúc trưởng lão ta muốn xem thử sách liên quan tới danh sư không biết ở chỗ nào hiện tại có thể đi hay không trước khi đi thiên vũ học viện hắn muốn xem kho sách của danh sư đường thuận tiện tìm xem tin tức liên quan tới thiên nhân khổng sư cùng với bí tịch võ giả tông sư cảnh bát trọng ở Hồng Liên Thành, hắn đã thu thập không ít bí tịch tông sư cảnh. Hiện tại hắn còn đột phá đến cảnh giới này, chỉ cần tìm mấy trăm quyển, có thể hình thành công pháp thiên đạo, thuận lợi tu luyện. Dù sao có thời gian 10 ngày, chỉ cần sớm tìm được đủ bí tịch, có thể tranh thủ trong khoảng thời gian này, đột phá tu vi đến tông sư đỉnh phong. Muốn xem sách, tàng thư khố ở bên kia, chỉ có điều, người bây giờ chỉ là danh sư Nhất Tinh, chỉ có thể quan sát kho sách Nhất Tinh còn chưa có tư cách tiến vào kho sách nghỉ tinh. Trúc trưởng lão tiện tay chỉ. "Được." Trương Huyền lên tiếng, nhấc chân đi về phía kho sách nhất tinh của danh sư Đường. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 491, Bạch Thiềm cung kính 1. Tàng thư khố nhất tinh, rộng rãi mênh mông, không biết chứa bao nhiêu bộ sách, bao gồm không ít chức nghiệp và kỹ năng trên phương diện chỉ điểm. Tiến vào trong đó, Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn cũng nhịn không được chấn động kinh ngạc. Tàng thư khố này còn lớn hơn so với tàng thư khố của vương quốc trước đó. Sách càng nhiều hơn, phương diện tri thức cũng càng rộng hơn, nhân văn địa lý, man thú đan dược, bí cảnh bảo vật. Không cái gì không có, không chỗ nào không chứa. Nhiều sách như vậy, phải xem xong trước sáng sớm ngày mai. Hắn thở ra một hơi. Trước đây tàng thư khố của vương quốc, hắn lại xem tròn 5 ngày 5 đêm. Chỉ có điều Lúc đó thủ pháp đọc sách quá chậm. Hiện tại cho dù tốc độ nhanh hơn nhiều, muốn trong thời gian nửa ngày một đêm xem xong hết cũng là một công trình vĩ đại. Bắt đầu đi, biết không quá nhiều thời gian để cho hắn do dự, thân thể hắn thoáng lắc một cái, lại chạy nhanh ra. Tu vi đạt được tông sư cảnh, lại thêm mức độ tâm cảnh tăng, hắn không giống như trước, chạy nhanh một hồi lại không chịu nổi. Hắn có thể kiên trì càng lâu hơn, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Loạt xoạt từng hàng sách được thu vào trong đầu, dòng chơi ở trong biển tri thức, Trương Huyền quên cả thời gian. Trong lòng Bạch Thiềm Y Sư đã suy sụp. Hắn tìm được phủ đệ rất gần với danh sư đường, nhưng giá cũng đắt tới dọa người, gần như tất cả số tiền hắn kiếm được trong đời này đều bỏ vào đó. Chỉ có điều, so với mạng sống, những vật ngoài thân không tính là gì cả. Trương Huyền thiếu ra ở danh sư đường, lẽ nào hắn cũng muốn sát hạch danh sư? Tìm được phủ đệ, hai người hắn và Tôn Cường chịu trách nhiệm đốc thuốc đi nhanh về phía danh sư đường. Ừ, thiếu gia là học sinh của lão gia, tất nhiên phải sát hạch danh sư. Tôn Cường gật đầu. Chúng ta đi nhanh lên một chút, có lẽ còn có thể nhìn thấy được thiếu gia biểu diễn tài hoa, một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Bạch thiềm y sư lắc đầu. Danh sư không phải dễ dàng thi như vậy, nhất là năm cửa ải, cửa ải trước khó khăn hơn so với cửa ải sau. Thiếu gia nhà các ngươi tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy vẫn còn hơi trẻ. Thuận lợi thông qua có lẽ có thể, một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc, chỉ sợ cũng sẽ khó khăn. Dù sao, phía trên có một mạc hoàng nhất đè nặng, tất cả kỷ lục đều là của hắn. Mạc hoàng nhất, Tôn Cường nhìn qua, ngày hôm qua vừa đến thiên vũ vương quốc, lại gặp được người này. Sau đó chính là tìm phủ đệ cơ bản không được nghỉ ngơi mấy. Đối với vị danh hiệu thiên tài siêu cấp này, hắn chưa từng nghe qua. Đúng vậy, Mạc Hoàng Nhất là đệ nhất thiên tài của thiên vũ vương quốc chúng ta. Đặc biệt là ở thời điểm sát hạch danh sư, liên tục phá kỷ lục, được gọi là người đứng đầu trong ngàn năm từ trước tới nay. Ánh mắt bạch thiềm y sư lộ ra vẻ sùng bái. Mức độ tâm cảnh càng đạt tới 6.0, cái thế vô song. Khương Đường Chủ từng nói rõ, muốn vượt qua hắn, trong vòng trăm năm sợ rằng không có người nào có thể làm được. Mức độ tâm cảnh 6.0, người đứng đầu nghìn năm, tôn cường líu lưỡi, không nghĩ tới, vương quốc còn có một vị cao thủ như vậy. Hai người vừa nói vừa đi về phía trước, rất nhanh bọn họ đã đi tới trước cửa danh sư đường. Bọn họ đang muốn đi vào, lại thấy một tên hộ vệ đi tới. Bạch Y Sư, nhìn thấy được hai người, ánh mắt hộ vệ nhất thời sáng lên, sốt ruột vội vàng nghinh đón siêu đội trưởng, người cũng ở đây. Bạch thiềm y sư gật đầu. Đó chính là vị diêu đội trưởng tối hôm qua. Lúc này, diêu đội trưởng không khí thế giống như tối hôm qua, trên mặt vẫn còn sưng đỏ. Chỉ có điều, ánh mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu được. Phù phù. Hắn đi tới trước mặt, đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Cảm ơn ân cứu mạng của bạch y sư. Ân cứu mạng. Bạch thiềm y sư giống như hòa thượng sờ không thấy tóc. Siêu đội trưởng làm cái gì vậy? Tại sao lại nói ra lời này? Mình cứu hắn khi nào? Nếu không nhờ y sư khuyên can, ta có khả năng còn có thể hồ đồ, không biết trời cao đất rộng, tìm cơ hội trả thù Trương sư. Là nhờ lời của y sư khiến cho ta may mắn tránh khỏi khó khăn. Siêu đội trưởng xúc động. Làm hộ vệ của công chúa, quá trình Trương Huyền sát hạch danh sư, hắn đều nhìn thấy ở trong mắt khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa thì chết rồi đối với công chúa có nửa nghĩa sư đồ, sư huynh khương đường chủ, có một lão sư lợi hại vượt quá tam tinh, bản thân gần như trở thành danh sư nhị tinh. Bất kỳ một thân phận, bối cảnh nào cũng không phải là người một hộ vệ nho nhỏ như hắn có thể đắc tội. Nếu không phải ngày hôm qua bạch thiềm y sư khuyên can, hắn thật sự choáng váng đi tìm người ta gây phiền phức, sợ rằng đã lập tức bị đập chết, không hề có người nào thương tiếc thay hắn. Quá dọa người. Trương sư, bạch thiềm vẫn không biết rõ ngươi là nói trương huyền thiếu ra đúng vậy trương sư thật lợi hại sát hạch danh sư nhất tinh phá hết tất cả kỷ lục do mạc hoàng nhất lưu lại thậm chí cũng phá tan tất cả kỷ lục của sát hạch danh sư nhị tinh ta tự nhiên có mắt không tròng nếu muốn trả thù loại thiên tài này thực sự là muốn chết phá tan kỷ lục của mạc hoàng nhất rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bạch thiềm y sư bối rối ngươi không biết sao a à, Vừa rồi ngươi không ở danh sư đường, không biết là rất bình thường. Là như vậy, hôm nay ta nhận lệnh bảo vệ công chúa. Siêu đội trưởng vội vàng nói lại một lượt những gì bản thân mình nhìn thấy. Độ tín nhiệm 85, phòng trợ giúp tu luyện 130, điện khôi lỗi một chiêu đánh bại kẻ địch. Tại hiện trường đột phá tông sư, sát hạch danh sư nhị tinh thông qua bốn cửa ải, sư huynh của Khương Đường chủ. Nghe đối phương kể xong, mắt Bạch Thiềm y sư đỏ bừng thân thể run rẩy, sắp muốn khóc. Mình rốt cuộc đắc tội một quái vật thế nào vậy? Vừa nói muốn phải phá được kỷ lục mạc hoàng nhất ghi lại rất khó, kết quả hắn không chỉ phá được, còn cường thế đánh vào mặt. Ban đầu còn nghĩ, chỉ cần đối phương giải hết kịch độc trong cơ thể hắn, hắn sẽ lập tức trở mặt, dựa vào nhân mạch của hắn, chừng trị cho tiểu tử này một trận. Hiện tại nghe được mới biết, vừa so sánh với đối phương, một chút nhân mạch này của hắn, chó má cũng không phải, lông cũng không tính được một sợi danh sư nhị tinh lại thêm bản thân là sư huynh của khương đường chủ sợ rằng ra lệnh một tiếng cho dù là quốc vương bệ hạ cũng phải tuân theo không dám vi phạm buồn cười hắn còn sắc đảm che trời đùa giỡn học sinh của người ta thực sự ông cụ thắt cổ ngại mạng dài trương sư hiện tại đang ở đâu vẻ mặt buồn bã giống như đưa đám hắn không nhịn được hỏi danh sư đường cho hắn nhiệm vụ gì đó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phải rời khỏi vương thành siêu đội trưởng suy nghĩ một chút liền ôm quyền cảm kích nhớ ở trong lòng sau này sẽ mời ngươi ăn cơm ta còn có việc cũng không muốn nói nhiều nói xong hắn xoay người rời khỏi đó ta đã nói thiếu ra sát hạch nhất định sẽ một tiếng cất lên khiến ai nấy đều kinh ngạc sẽ không sai tôn cường nâng đầu lên đúng đúng bạch thiềm y sư nghĩ tới điều gì ánh mắt nhất thời sáng lên trương sư đã có nhiệm vụ muốn làm học sinh của hắn có phải cũng ở nơi đây, vừa vặn có thể nhận được phủ đệ. Thuận tiện hầu hạ, nghe được rất nhiều sự tích về vị trương huyền này, hắn lại không có tâm tư chống đối nữa. Trước đó bởi vì đùa giỡn học sinh của trương sư, do đó phát sinh dạn nứt, có thể có thể nhân cơ hội tu bổ một chút. Ách, được rồi. Tôn Cường gật đầu, hai người đi vào danh sư đường. Lưu sư, trương sư bảo ta nói cho các người biết, tạm thời tìm nơi nghỉ ngơi, thay hắn chiếu cố mấy học sinh hắn sát hạch danh sư nhị tinh có khả năng còn cần một khoảng thời gian nữa bên trong danh sư đường trước mặt lưu lăng một học đồ đã đi tới cảm ơn đã truyền lời học đồ đi rồi lưu lăng nhìn về phía mọi người nếu sư huynh vẫn cần một khoảng thời gian ta thấy chúng ta vẫn nên tìm chỗ ở trước đã được chỉ là ở nơi nào được thiên vũ vương thành chúng ta lại không quen nếu chẳng may ở quá xa lão sư trở về không tìm được vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Nhã không nhịn được nói. Cái này, Lưu Lăng cũng nhăn mày lại. Thật sự không được, lại ở chỗ trước. Còn chưa nói dứt lời, hắn liền nghe được một người kêu lên. Lưu Sư, các vị thiếu gia, tiểu thư, ta đã chuẩn bị xong phủ đệ, mời đi theo ta. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thiểm Y Sư ngày hôm qua giống như thiên vương lão tử đùa dẫn Triệu Nhã. Hiện tại vẻ mặt cung kính, giống như nô bộc, trên mặt đầy vẻ tươi cười khiêm tốn, hình như rất sợ chọc bọn họ không vui. Đây là tình huống gì? Đám người lưu lăng đồng thời ngây người. Người nói cái gì? Có người liên tiếp phá được kỷ lục do Mạc Hoàng Nhất ghi lại. Sư huynh của Khương Đường Chủ, lão sư hắn là một vị danh sư vượt quá tam tinh. Sát hạch danh sư nhị tinh thành công. Chuyện phát sinh ở danh sư đường, giống như gió lốc, xoay tròn, trong khoảnh khắc lại truyền tới trong tai vô số tộc trưởng gia tộc lớn. Danh sư cũng là căn bản của một nước. Danh sư nhị tinh còn là nhân vật đỉnh phong nhất của thiên vũ vương quốc. Sát hạch thành công, đồng thời phá được tất cả kỷ lục do thiên tài mạc hoàng nhất lưu lại. Tin tức quá mức kinh người, muốn che giấu, cũng không che giấu được. Bên trong vương quốc còn có một nhân vật như vậy sao? Người, tuyên chỉ, phong vị trương sư này là huyền vương, có thể tự do ra vào vương cung, không cần triệu kiến trên ghế lớn cao nhất trong vương cung một người trung niên nhìn xong tấu trương trong tay ánh mắt lóe lên lập tức tuyên bố chỉ có điều hắn còn chưa nói dứt lời vội vàng khoát tay áo tạm thời không vội những điều kiện này quá mức tầm thường người phái người liên tục chú ý tới danh sư đường một khi trương sư xuất hiện lập tức nói cho ta biết ta muốn đích thân bái kiến đích thân bái kiến bệ hạ chuyện này Nghe được quyết định của hắn, rất nhiều đại thần đều sừng sốt. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là bệ hạ của vương quốc nhất đẳng, tự mình bái kiến một người thanh niên chưa đủ 20. Có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Không cần nói, ý ta đã quyết. Người trung niên hừ lạnh nói. Vị trương huyền này tuy rằng hiện tại thoạt nhìn chỉ là danh sư nhị tinh sơ kỳ, thậm chí còn có chưa có sát hạch xong, nhưng dựa vào tiềm lực, trở thành tam tinh, thậm chí càng cao hơn, chỉ là vấn đề thời gian. Người như thế, đi tới bất kỳ chỗ nào cũng sẽ là tồn tại siêu cường xưng bá một bên. Cho dù hắn là quốc vương, cũng không dám có sơ suất. Vâng, chương 492, Bạch Thiềm Cung Kính hai. Mọi người không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Thành tích khá như vậy, sát hạch danh sư nhị tinh, tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhanh đi chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ, chờ vị trương sư này vừa xuất hiện, lại đưa qua cho ta một tòa phủ đệ rộng rãi trong vương thành một người trung niên cũng biết được tin tức vỗ bàn một cái đưa ra quyết định không ta muốn đích thân đưa qua vâng hộ vệ trước mắt gật đầu đúng rồi tìm được thiếu gia không phân phó xong người trung niên nhìn qua hồi bẩm lão ra tìm được thiếu gia bị người treo ở trên cây ngoài thành người trần chuồng nhận hết sỉ nhục hộ vệ có chút do dự ôm quyền bẩm báo cái gì dám cởi y phục con trai ta xuống, treo ở trên cây. Rốt cuộc là ai, đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt tái xanh, toàn thân người trung niên giống như sắp thiêu đốt. Đường đường là một trong ba gia tộc lớn tại Vương Thành, con trai trưởng của gia chủ bị người ta làm như vậy, quả thực chẳng khác nào không để ý tới uy nghiêm của quý gia bọn họ, ngang nhiên khiêu khích. Thiếu gia chưa nói, thuộc hạ không biết. Thấy gia chủ nổi giận, hộ vệ bị dọa cho giật mình, liền vội vàng không người dẫn hắn đến đây cho ta. Người trung niên vẫy bàn tay một cái. Vâng, hộ vệ xoay người đi ra ngoài, chỉ một lát sau, một người thanh niên gương mặt sưng đỏ đi đến. Nếu như Trương Huyền ở này, khẳng định có thể nhận ra, chính là quý mặc công tử, thi họa sư nhất tinh cùng hắn so tài thi họa. Lúc này dáng vẻ quý mặc đâu còn có nửa điểm phong lưu phóng khoáng. Toàn thân sưng đỏ, giống như đầu heo, khoác một bộ y phục, nói là xin cơm từ đâu vừa trở về, tuyệt đối cũng có người tin tưởng. Phụ thân, người nhất định phải báo thù cho ta. Vừa vào cửa, quý mặc công tử nhất thời lệ rơi đầy mặt, quỳ dạp xuống đất, lớn tiếng khóc. Yên tâm đi, dám khiêu khích huy nghiêm quý gia ta, khiến cho con ta phải chịu nhục, ta không quan tâm hắn là ai, cho dù là lão thiên gia, cũng phải đâm phá một mảnh. Nhìn thấy được tình cảnh bi thảm của con trai, người trung niên giết gào một tiếng, khí tức trên người điên cuồng phát ra, giống như nước sông cuồn cuộn không ngừng không thôi. cảm ơn phụ thân làm chủ thay ta. nghe được lời của phụ thân, viên mắt quý mặc công tử đỏ lên. nói xem là ai đánh con thành như vậy, ta hiện tại lại dẫn người tới, trẻ hắn thành người gỗ, báo thù cho con. bàn tay vẫy một cái, người trung niên lộ ra uy nghiêm và khí chất của gia chủ của ba gia tộc lớn. là mấy thuộc hạ của ta. à, không, chủ mưu không phải là bọn họ là một vừa sát hạch thành công thi họa sư là hắn không biết sử dụng thủ đoạn gì khiến cho thuộc hạ của ta phản bội treo ta ở trên cây mất mặt xấu hổ ta muốn hắn chết vẻ mặt quý mặc công tử điên cuồng thi họa sư khư một chức nghiệp hạ cửu lưu cũng dám tìm quý gia chúng ta gây phiền phức ta lập tức qua tìm hội trưởng bọn họ để cho hắn giao người này ra hai mắt người trung niên như điện lộ ra khí phách hùng hồn quý gia chúng ta khiêm tốn nhiều năm như vậy cũng nên vùng lên để cho tất cả mọi người nhìn thấy nội tình không sai nghe được lời của phụ thân quý mặc công tử chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào hưng phấn tới mức cũng đỏ mắt quý gia bao nhiêu năm không ra tay không ít người đã quên sự tồn tại của bọn họ hiện tại chắc hẳn phải khiến cho bọn họ biết thiên vũ vương thành quý gia vẫn là đầu lĩnh vô thượng cho dù nghiệp đoàn thi họa sư lợi hại cũng không quá một trong những chức nghiệp hạ cửu lưu còn có thể làm gì được bọn họ đúng rồi, người hại con tên gọi là gì? Người trung niên nhìn qua. Hồi bẩm phụ thân, người này gọi là Trương Huyền, vừa sát hạch thi họa sư thành công, còn tự xưng thiên tài gì đó. Mắt quý mặc công tử ửng đỏ. Chờ bắt hắn qua, ta phải cố gắng trả đạp, khiến cho hắn muốn sống không được. Đang giết gào dữ tợn, đột nhiên hắn thấy gian phòng yên tĩnh trở lại, không có một âm thanh. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phụ thân vừa rồi còn hăng hái, hiện tại đang chừng mắt nhìn qua phổ thân thế nào hắn vô cùng nghi ngờ hắn còn chưa nói dứt lời liền thấy một bàn chân cực lớn bay tới người trung niên giết gào một tiếng em gái ngươi ngươi là một kẻ phá sản thế nào không chết ở bên ngoài đi ầm um, quý mặc công tử còn không có kịp phản ứng lập tức bị đạp bay ra ngoài người đâu trói tên nhiệt xúc này lại cho ta chờ đưa tới chỗ trương sư xin lỗi môi của người trung niên run rẩy xin lỗi khóe miệng quý mặc công tử co giật trước mắt biến thành màu đen không nhịn được khóc lớn vừa rồi không phải đã nói sẽ báo thù cho ta sao không phải nói cần lộ rõ uy nghiêm của quý ra sao một cước đá bay ta ra xin lỗi cái quỷ gì ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra trải qua nửa ngày thêm một đêm chạy nhanh cuối cùng Trương Huyền đã thu hết tất cả sách trong tàng thư khố nhất tinh của danh sư đường vào đồ thư quán. Lúc này, trên mặt hắn cũng đầy vẻ mệt mỏi dã rời. Vận dụng tinh thần cường độ cao, cho dù mức độ tâm cảnh đạt tới 10.1, hắn vẫn có chút không kiên trì nổi. Hắn ngồi ở tại chỗ khôi phục nửa canh giờ, lúc này mới hoàn toàn giảm bớt. Hắn quan sát bên trong tinh thần, nhìn lướt qua ở bên trong đồ thư quán, không nhịn được nhướng mày. Tự nhiên không có giới thiệu liên quan tới Khổng sư, không có bí tịch tu luyện tông sư cảnh. Tới tàng thư khố đọc sách, chính là muốn tìm kiếm sự tích liên quan tới thiên nhân Khổng sư, thuận tiện tìm được bí tịch tu luyện tông sư cảnh. Kết quả, hai thứ này, một cái cũng không có. Chắc là danh sư Nhất Tinh, còn không có tư cách tiếp xúc tới loại nhân vật cấp bậc giống như Khổng sư. Về phần công pháp, Nhất Tinh cơ bản đều đang ở thông huyền cảnh, nửa bước tông sư. Cho dù có công pháp tông sư cảnh cũng vô dụng. Suy nghĩ một hồi, Trương Huyền lắc đầu. Xem ra hắn vẫn suy nghĩ nhiều. Danh sư nhất tinh, làm như danh sư nghề nghiệp này tầng dưới cùng, là không tư cách tiếp xúc rất nhiều bí mật, nhất là thiên nhân khổng sư, được xưng muôn đời sư, danh sư đứng đầu, người như thế sự tích, làm sao có thể tùy tiện đặt ở nơi này, khiến người ta đơn giản lật xem. Mặc dù có, chỉ sợ cũng là nghe nhiều nên thuộc chuyện, không có khả năng ghi lại thai độc tiên thiên. Thôi đi, mặc dù không có bí tịch công pháp tông sư cảnh, thông huyền cảnh, nửa bước tông sư cảnh, công pháp thật ra có không ít, có thể sửa sang một chút, cho đám người triệu nhã tu luyện. Công pháp tông sư cảnh không có, còn lại thật ra có không ít. Mỗi một cấp bậc đều chứa chỉ ít mấy nghìn quyển bí tịch khác nhau. Chỉ cần cho ra thời gian nhất định để cho hắn chỉnh lý, tất nhiên có thể một lần nữa làm ra một bộ pháp quyết thích hợp cho đám người triệu nhã tu luyện. Nhìn xong công pháp, hắn đưa mắt tập trung ở trong loại sách của danh sư. Nhìn một hồi, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ. Thảo nào danh sư có thể trở thành đứng đầu trong rất nhiều chức nghiệp, quả thật không tầm thường. Liếc mắt nhìn ra chỗ thiếu hụt, nhược điểm công pháp của người khác, không phải là năng lực quan sát trời sinh, mà là ngày ngày rèn luyện và cảm ngộ. Căn cứ ghi chép trên sách, phương pháp quyết định người khác tu luyện công pháp các loại có vấn đề hay không, lại đều biết hơn 10 vạn loại. Giống như y sư xem bệnh, phải nắm giữ những điều này mới có khả năng phát hiện ra chuyện những người khác không thể phát giác, do đó giải quyết vấn đề, nhận được sự tôn trọng của người khác. Mười ngày này vừa vặn cũng học tập cho tốt một chút. Ngụy Trang danh sư, hắn dễ dàng chỉ điểm cho người khác, là vì hắn dựa vào thiên đạo đồ thư quán. Đối với kỹ năng thật sự của danh sư, hắn biết cũng không nhiều. Vừa vặn mười ngày sát hạch này, hắn có thể nhân cơ hội học thêm một ít, bổ sung một chút tri thức, khiến cho vị danh sư nhị tinh hắn cũng có thể tương xứng một chút. Quét xong sách liên quan tới danh sư, hắn lại quét một lần những quyển khác. Sách bên trong danh sư đường tuy bao gồm nhiều loại, nhưng cũng chỉ tập trung ở trong mấy chức nghiệp thường gặp. Chức nghiệp giống như độc sư vậy, lại không có miêu tả quá nhiều. Xem ra danh sư đường cũng không phải vạn năng, danh sư mặc dù có tâm cảnh minh lý cảnh, đọc sách, ghi nhớ đều nhanh hơn so với người tu luyện bình thường, cũng không có khả năng một mình học hết tất cả chức nghiệp trong thiên hạ. Những chức nghiệp khác không nhiều lắm nhưng ở đây sách liên quan tới luyện khí sư cũng không ít. Mắt hắn dừng lại ở trên một đống sách. Quyển sách liên quan tới luyện khí, nhiều vô số chừng hơn mấy vạn quyển. Đối với luyện khí, hắn có thể nói một chữ cũng không biết. Nghiệp đoàn luyện khí sư của thiên huyền vương quốc hắn không đi qua, tất nhiên cũng lại chưa có xem qua sách có liên quan. Binh khí chia ra làm năm loại thần, thánh, linh, quỷ, phàm. Trong mỗi một cấp bậc lại có bốn đẳng cấp hạ, trung, thượng, đỉnh phong. Hắn tiện tay mở ra một quyển, phía trên miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Thông thường võ giả cửu trọng sử dụng binh khí ở giữa phàm cấp và quỷ cấp. Binh khí linh cấp, chỉ có luyện khí sư ngoài tứ tinh mới có khả năng rèn ra. Hắn nhẹ nhàng lật xem, rất nhanh đã xem xong. Không nghĩ tới binh khí còn phân chia ra nhiều cấp như vậy. Lúc trước nhìn thấy được khôi lỗi danh sư đường hết sức lợi hại, trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ bây giờ hắn mới biết thứ này thuộc về linh binh cái gọi là linh binh chính là trong binh khí có linh tính ví dụ như trường kiếm nắm giữ kiếm linh có thể trở thành linh binh loại binh khí này càng cường đại hơn vượt xa quỷ binh phàm binh chỉ có điều nó quá mức chân quý toàn bộ thiên vũ vương quốc cũng không nhất định có thể có vài món thật ra không riêng gì binh khí chia ra làm bốn loại ngay cả công pháp bí tịch cũng có phân chia đẳng cấp Nhìn xong binh khí, hắn nhớ tới công pháp và bí tịch mình vừa mới nhìn thấy. Mấy thứ này cũng chia ra làm năm cấp thần, thánh, linh, quỷ, phàm. Giữa mỗi một cấp bậc cũng có bốn đẳng cấp hạ, trung, thượng, đỉnh phong. Như tất cả học sinh Hồng Thiên học viện lúc trước tu luyện Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết, chẳng qua là công pháp phàm cấp thượng phẩm mà thôi. Vương Thất Thiên Huyền tu luyện công pháp bí tịch cũng không quá phàm cấp đỉnh phong. Loại công pháp này, cấp bậc thấp, tu luyện chậm ngưng tụ ra tới chân khí mức độ tinh thuần cũng còn kém, được cho là cấp thấp nhất. Bởi vì Thiên Huyền Vương quốc không công pháp cấp bậc cao hơn, cho nên những phân chia đẳng cấp cũng không tỉ mỉ. Ở danh sư đường, nhìn thấy được sách ghi chép, hắn mới tính là hiểu được. Không biết công pháp Thiên Đạo là cấp bậc gì. Hắn biết trước đây, những công pháp mình xem qua đẳng cấp đều rất thấp, trong đầu hắn lóe lên, nhớ tới công pháp Thiên Đạo hắn tu luyện. Bộ công pháp này là thiên đạo đồ thư quán mượn vô số quyển công pháp ngưng tụ thành, tổng kết tất cả phương pháp tu luyện chính xác trong đó. Bất kể tốc độ tu luyện hay hiệu quả, đều vượt xa công pháp bình thường. Tuy rằng không biết cấp bậc, nhưng sợ rằng không thua thánh cấp, thậm chí cao hơn cấp bậc thần cấp. Bởi vì, cũng chỉ có công pháp lợi hại như vậy, mới có thể làm cho chân khí thiên đạo của hắn vô cùng tinh thuần. Bất kỳ kinh mạch nào bế tắc, cũng có thể dễ dàng khơi thông. Được rồi, sách cũng thu vào đồ thư quán có thể từ từ xem hiện tại thời gian cũng không còn sớm nên đi tới thiên vũ học viện xuyên qua cửa sổ liếc mắt thoáng nhìn ra bên ngoài một đêm trôi qua mặt trời đã sớm dâng lên trương huyền duỗi người đi nhanh ra ngoài quyền sách nhiều như vậy có thể từ từ xem hiện tại quan trọng nhất chính là hoàn thành danh sư nhị tinh người cuối cùng sát hạch trương sư thông báo tuyển dụng của thiên vũ vương quốc sẽ lập tức bắt đầu chúng ta vẫn nhanh lên một chút. Mới vừa đi ra tàng thư khố, Mạc Hoàng Nhất lại tiến lên đón. Lúc này, Mạc Hoàng Nhất đã hoàn toàn biến thành một người khác. Dáng vẻ 26, 7 tuổi, gương mặt xám xanh, so với đáng vẻ anh Tuấn, bộ dáng lãnh khốc trước đó, hoàn toàn không giống nhau. Được, biết được ngày hôm nay Thiên Vũ Vương Quốc vừa vặn thông báo tuyển dụng, bỏ lỡ cơ hội này, còn muốn trà trộn vào trong sẽ lại khó khăn hơn. Lúc này Trương Huyền gật đầu, đi theo sau lưng hắn, từ cửa sau của danh sư đường đi ra. Theo con đường đi về phía trước gần nửa canh giờ, bọn họ liền thấy một sân trường cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Xây dựng dựa vào núi, nước sông uốn quanh, rộng rãi, khí thế. Vô số học sinh ra ra vào vào, tiếng đọc sách lang lành, khiến người ta một loại cảm giác yên tĩnh đến kỳ lạ. So sánh với ngôi trường này, Hồng Thiên học viện trước đó giống như trường học ở nông thôn, không đáng để nhắc tới. Đi tới trước cửa lớn rộng rãi, hai người ngừng lại. Thiên Vũ học viện, đến rồi. Chương 493, hình thức địa ngục 1. Học viện bình thường đều là vừa khai giảng sẽ thông báo tuyển dụng lão sư. Lúc này nhận người, chẳng lẽ là do danh sư Đường cố ý làm. Đi vào trong trường, nhìn thấy được vô số đông học sinh, trong lòng ôm mộng tưởng an nhàn học tập, Trương Huyền cảm thấy thả lỏng một hồi, không nhịn được hỏi. Học viện bình thường đều là đầu học kỳ hoặc cuối học tuyển dụng lão sư. Sau khi học sinh nhập học, có khả năng tự mình lựa chọn. Hiện tại lúc này đã khai giảng 2 tháng, chính là giữa học kỳ. Vô duyên vô cớ vô cớ tuyển dụng lão sư, vậy học sinh phải làm sao? Chẳng lẽ để cho các lão sư khác giảm giờ lên lớp? Điều này rõ ràng không quá hiện thực. Chỉ sợ cũng chỉ có danh sư đường mới có năng lực như vậy. Không phải. Mạc Hoàng Nhất lắc đầu là học viện vài vị lão sư không biết bởi vì nguyên nhân gì rời đi. Lớp học của bọn họ để chống, thông báo tuyển dụng lão sư mới là vì quản lý những lớp này, không làm chậm trễ các bài giảng bình thường. Lớp học để chống, ý của ngươi, một khi nhận lời mời, sẽ lại trực tiếp hướng dẫn. Mà không phải thật sự lựa chọn học sinh trong phạm vi toàn trường. Trương huyền sửng sốt, trực tiếp hướng dẫn, và khiến cho học sinh tự mình lựa chọn là hai chuyện khác nhau. Hướng dẫn chẳng khác nào học sinh cái gì cũng đã sắp xếp xong xuôi, muốn đổi cũng không có cách nào đổi được. Cái sau, có thể tự do lựa chọn, dễ dàng lựa chọn học sinh mình thích tới lớp học của mình. Chân chính lựa chọn học sinh, làm gì có được chuyện tốt như vậy, cũng không phải là đầu học kỳ, làm sao có thể có học sinh để cho ngươi lựa chọn. Lại nói, thân phận này của chúng ta bây giờ, không có danh tiếng gì, cho dù có học viên mới cũng sẽ không lựa chọn được. Mạc Hoàng Nhất đảo mắt, hắn biết người trước mắt này cực kỳ quái thai hắn cũng không căm thù giống như trước đây thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều đường đường là thiên tài nếu như ngay cả tâm cảnh hòa hoãn cũng không biết sợ rằng sớm không biết chết bao nhiêu lần điều này ngược lại cũng đúng trương huyền vò đầu hiện tại hắn ngụy trang vị liễu trình này không có danh tiếng cũng không kinh nghiệm và lý lịch lợi hại gì cho dù là thời gian khai giảng thu nhận học sinh mới chắc hẳn cũng không ai nguyện ý báo hắn ban Đương nhiên, muốn nói tới khởi điểm, so với khi hắn ở Hồng Thiên học viện còn cao hơn. Khi đó, hắn lại còn đeo danh tiếng lão sư tệ nhất học viện, thu nhận đều là mấy học viên nghịch thiên. Học sinh của thiên vũ học viện phân chia lớp thế nào? Suy nghĩ một chút, Trương Huyền hỏi tiếp. Người không biết, Mạc Hoàng Nhất nhìn qua giống như nhìn quái vật. Có đôi khi hắn cảm thấy người trước mắt này yêu nghiệt không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta tuyệt vọng lại có đôi khi hắn cảm thấy đó là người đơn thuần cái gì cũng đều không hiểu giống như vừa tới thế giới này thiên vũ học viện là học phủ đứng đầu vương quốc là một lão sư mọi người đều biết người cũng trở thành danh sư lại không biết được rõ ràng thiên vũ học viện thu nhận học sinh cần phải đạt được tu vi chân khí võ giả tam trọng cảnh lớp được chia ra làm bốn cấp tương ứng với bốn loại cảnh giới chân khí bì cốt đỉnh lực và ích huyệt đạt được ích huyệt cảnh có thể xin tốt nghiệp có chút do dự, Mạc Hoàng Nhất giải thích một hồi. Làm lão sư, hàng năm đều có thể thu nhận học sinh. Bởi vậy, môn hạ của lão sư bình thường, học sinh trong lớp của bốn cấp gần như đều có, sao le không đồng đều. Trương Huyền gật đầu, thật ra những quy định này không khác biệt so với Hồng Thiên học viện. Tiền thân trước khi hắn xuyên qua, nếu không dạy học sinh tẩu hỏa nhập ma, cũng là học viên cũ. Đến rồi, hắn đang suy tư, lại nghe Mạc Hoàng Nhất nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chính là trưởng lão Thiên Vũ học viện. Thông báo tuyển dụng lão sư mới, cần phải được trưởng lão đồng ý mới được. Chính giữa viện có một loạt lão nhân đang ngồi, ước chừng hơn 10 người, tu vi tệ nhất cũng đạt tới nửa bước tông sư, cường đại hơn còn có tông sư cảnh đỉnh phong. Ở giữa giữa kia là viện trưởng Tạ Tất, nhân vật siêu cường trong 10 người đứng đầu Thiên Vũ vương quốc, danh sư nhất tinh, ở bên trong vương quốc có danh tiếng rất lớn. Cho dù là ta chiến đấu với hắn, cũng không nắm chắc có thể thắng được. Mạc Hoàng Nhất lặng lẽ chỉ, truyền âm qua. Thuận theo ngón tay của hắn nhìn lại, là một lão nhân dâu bạc trắng đang ngồi ở vị trí chính giữa, hai mắt trợn trừng giống như hùng sư. Mặc dù tuổi tác không nhỏ, lại hoàn toàn không có chút khí thức giảm sút, trái lại toàn thân tinh lực no đủ, để lộ ra khí thế cường đại. Cường giả tông sư đỉnh phong. Ngày hôm qua, ở thời điểm hội vấn đáp của Mạc Vũ Công Chúa, hắn không nhìn thấy người này xem ra chắc hẳn cũng không có đi qua trước mặt lão nhân dâu bạc trắng là một loạt người xếp thành đội ngũ chỉnh tề ước chừng trên trăm người hai vị nếu như cũng tới sát hạch lão sư mời điền tư liệu ở chỗ này sau đó lại qua xếp hàng mới vừa vào cửa một đệ tử lại ở một bên bắt chuyện hai người đi tới nhận một bản kê khai nội dung rất đơn giản chính là tên họ giới tính cùng với tu vi kinh nghiệm dạy thay hai người ngụy trang thành người có kinh nghiệm và lý lịch có thể qua được sự điều tra, rất nhanh đã điền xong. Ta muốn hỏi một chút, những người này đều là lão sư tới tuyển dụng sao? Đưa bản khai đã điền xong tới, Trương Huyền chỉ về phía hơn trăm người đang xếp hàng, hỏi. Đúng vậy, học sinh gật đầu. Nhiều như vậy sao? Trương Huyền không nhịn được hỏi. Vậy, học viện chúng ta tổng cộng tuyển dụng mấy lão sư? Trên trăm người qua tuyển dụng, nếu như tuyển dụng nhiều còn tốt. Nếu tuyển dụng ít, sợ rằng còn phải cạnh tranh một chút. A, à, tổng cộng tuyển dụng 5 người, hiện tại có 3 người đã thông qua tuyển dụng, những người này ở đây cạnh tranh số lượng hai vị trí còn lại. Học sinh nói, còn lại hai vị trí. Trương Huyền và Mạc Hoàng nhất liếc mắt nhìn nhau. Chương 494, hình thức địa ngục 2. Trên 100 lão sư cạnh tranh hai vị trí danh sư đường không phải để cho chúng ta thu học sinh sát hạch độ tín nhiệm sao thế nào ngược lại đầu tiên biến thành tuyển dụng giáo sư vạn nhất nếu là không được tuyển chọn chẳng phải trực tiếp quyết định thất bại sao vâng học sinh gật đầu những lão sư này không phải đang đứng xếp hàng sao thế nào đã có ba người thông qua tuyển dụng thông báo tuyển dụng lão sư lại có yêu cầu gì trương huyền tiếp tục hỏi còn có người xếp hàng lại có ba người thành công không phải tất cả mọi người tới gặp một lần, sau đó sẽ cẩn thận lựa chọn sao? A, à, viện trường tuyển dụng đầu tiên là xem sơ lược lý lịch. Sau khi xem xong, cảm thấy thích hợp liền trực tiếp thuê. Ba người trước đó đều là cường giả nửa bước tông sư, làm một lão sư bình thường tất nhiên là dư thừa. Học sinh cười nói, nửa bước tông sư. Trương Huyền và Mạc Hoàng Nhất cười khổ, thực lực như vậy, ở Thiên Vũ Học Viện cũng có thể làm trưởng lão rồi. Làm lão sư thực sự rất đơn giản. Mà Liễu Trình, người hắn ngụy trang này, chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ, so sánh ra yếu hơn rất nhiều. Nửa bước tông sư và thông huyền cảnh sơ kỳ đồng thời tới tuyển dụng, người ngu đi nữa cũng sẽ lựa chọn người trước. Người Mạc Hoàng nhất ngụy trang kia cũng chỉ có thông huyền cảnh sơ kỳ. Hai người tám lạng nửa cân, không chênh lệch nhiều. Vốn tưởng rằng đi tới sẽ trở thành lão sư của học viện, sau đó dạy dỗ học sinh, đơn giản đến cực điểm không nghĩ tới trực tiếp cho một hình thức cao nhất, không làm được, người ngay cả phó bản cũng không thấy được. Một vị đường đường là đệ nhất thiên tài của thiên vũ vương quốc, một vị là ngôi sao mới siêu cường của danh sư đường liên tục phá tan kỷ lục. Vì hoàn thành sát hạch danh sư nhị tinh, lại phải cùng một đám lão sư bình thường. Suy nghĩ một chút cũng choáng váng. Được rồi, mời hai vị xếp hàng, nếu như thích hợp, tất nhiên sẽ được giữ lại. Học sinh bắt chuyện. Hai người Trương Huyền lên tiếng, theo sát ở phía sau lưng người. Các ngươi cũng tới tuyển dụng, Thông Huyền cảnh sơ kỳ, ta thấy vẫn trở về đi. Ở đây tệ nhất cũng đạt tới trung kỳ, hậu kỳ. Bọn họ mới vừa đi qua đứng một người thanh niên, trước mặt lại lộ ra vẻ mặt khinh miệt nhìn qua, đồng thời thể hiện ra tu vi của mình, Thông Huyền cảnh hậu kỳ. Hai người vì cần phải ngụy trang, đều phải áp chế tu vi của mình ở Thông Huyền sơ kỳ, khiến người ta liếc mắt có thể nhìn ra bằng không chân khí thiên đạo của trương huyền tinh thuần như vậy ngay cả khương đường chủ cũng không có cách nào phát hiện người này lại làm sao có thể biết được lão sư biết giảng bài mới là bản lĩnh không biết giảng bài tu vi cao tới đâu cũng vô dụng mạc hoàng nhất hừ một tiếng hắn làm thiên tài siêu cấp từ nhỏ đến lớn đều được người người ngưỡng mộ ngoại trừ bị thua thiệt ở trước mặt trương huyền này hắn đã khi nào từng bị người khinh thường qua người này vừa bắt đầu đã nói lời này khiến cho hắn đầy lửa giận tuổi không lớn lắm giọng điệu còn không nhỏ người thanh niên hừ lạnh một tiếng nói như vậy cũng vì tốt cho các ngươi nếu không ta sợ các ngươi mất công chờ một ngày cuối cùng không thu hoạch được gì nói xong hắn quay đầu đi không tiếp tục để ý tới bọn họ thấy bị đối phương khinh thường sắc mặt mạc hoàng nhất cũng xanh mét trương huyền mỉm cười có thể khiến cho đường đường đệ nhất thiên tài tức thành như vậy người này cũng là một nhân tài hắn đang muốn nói vài câu liền nghe được ngay phía trước có một giọng nói giả nua vang lên lão phu tạ tất cảm ơn các vị lão sư đến đây tuyển dụng nghe được viện trưởng mở miệng tất cả mọi người đều an tĩnh lại đồng loạt nhìn về phía trước chuyện học viện thiếu lão sư nói vậy các vị cũng đã nghe nói nếu các vị đến đây tuyển dụng chắc hẳn là cũng biết tình hình của lớp tạ tất viện trưởng nhìn quanh một vòng chỉ có điều ta vẫn nói trước một chút về hai lớp này đó là do hai vị lão sư hồ nghĩa và bạch phương lưu lại bởi vậy học sinh của hai lớp này đều tương đối ưu tú ta cũng hy vọng có thể thông báo tuyển dụng một lão sư ưu tú hơn không đến mức lãng phí thiên phú của bọn họ hồ nghĩa bạch phương mạc hoàng nhất nghe được tên nhướng mày người quen trương huyền nhìn qua bọn họ là giáo sư sao kim nổi danh của thiên vũ học viện chất lượng dạy học rất tốt hơn nữa còn là học đồ của khương đường chủ mạc hoàng nhất truyền âm học đồ của khương đường chủ có thể trở thành học đồ của danh sư nhị tinh đỉnh phong trình độ của hai lão sư quả thật rất cao đúng vậy nghe nói lớp học của bọn họ là một trong những lớp ưu tú nhất trong cả thiên vũ vương quốc học sns được tuyển chọn cũng là số một số hai xem ra nhiệm vụ của chúng ta không đơn giản như vậy mạc hoàng nhất xoa xoa mi tâm học sinh ưu tú bình thường đều sẽ tự cho mình là siêu phàm đối với sự quản lý của lão sư cũng sẽ giảm bớt theo. Thật giống như người dạy một thiên tài và một tài năng tầm thường, cũng từ chân khí cảnh, dạy đến đỉnh lực cảnh, người sau tất nhiên mang ơn, người trước ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là lão sư bình thường, làm chậm trễ hắn. Cho phú hào một nghìn đồng tiền, và cho ăn mày một nghìn đồng tiền, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ân nghĩa nặng. Mùa hè đưa áo bông qua, tất nhiên không được thiện cảm, hai lớp này là một trong những lớp ưu tú nhất của học viện, học sinh cũng đứng đầu. Nếu như bọn họ vẫn là thiên tài, thật ra có thể chấn áp được. Nhưng dựa vào thân phận giả tạo hiện tại này, nếu muốn chấn áp, cũng lại đạt được độ tín nhiệm, quá khó khăn. Đường đường là thiên tài, làm sao có thể cam tâm tình nguyện nhận hai người bình thường làm lão sư. Thật đau chứng, vốn tưởng rằng chạy tới thu nhận học sinh, dễ dàng lại thêm vui vẻ, 10 ngày rất phong phú, không nghĩ tới không chỉ là gặp phải hình thức cao nhất, quả thực chính là hình thức địa ngục. Sát hạch danh sư nhị tinh, quả nhiên, không dễ dàng giống như tưởng tượng. chương 495, ghét học. 1. Ta biết các vị ở tại đây, đều có kinh nghiệm dạy học phong phú kinh nghiệm dạy học, đều là lão sư nghiệp đoàn có tư chất thi đậu chính thức. Chỉ dựa vào lý lịch sơ lược, tùy tiện hỏi vài câu, lựa chọn ai, không lựa chọn ai, cũng làm cho người ta khó có thể tin tưởng và nghe theo. Tạ tất viện trưởng nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói. Đã như vậy, ta cứ dựa theo tiêu chuẩn so sánh giáo sư tới lựa chọn. Tiêu chuẩn so sánh giáo sư. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn qua. Không sai, người làm lão sư, truyền bá giải dạy cùng giải thích nghi hoặc. Công tác chức vụ chính của lão sư vẫn là giáo dục học sinh, để cho hắn đi trên con đường chính xác, thu được phát triển tốt hơn. Chỗ của ta có hai học sinh, đều có chút vấn đề ai có thể giải quyết, học viện sẽ tuyển chọn người đó. Đồng dạng dưới tình huống có thể giải quyết, ai làm tốt nhất, thứ tự của người đó sẽ sát đầu. Tạ tất viện trưởng nói, chức trách của lão sư chính là dạy học, dạy học không tốt, tất cả đều không có tác dụng. Tu luyện có cao tới đâu nói không ra, cũng uổng công. Nghe được tiêu chuẩn tuyển chọn, mọi người đồng thời gật đầu. Loại sát hạch này ngược lại cũng phù hợp quy định trên mặt mạc hoàng nhất cũng lộ ra vẻ hài lòng. Thuật nghiệp có chuyên công, không có kinh nghiệm giảng bài, không hướng dẫn qua học sinh, không dạy học lý luận, cho dù thực lực cường thịnh mấy đi nữa, hiệu quả dạy học cũng chưa chắc quá mạnh. Không ít người học vấn lớn chạy đi dạy học, nói chuyện trời đất, hết một tiết học, kết quả. Học sinh chó má gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu rõ. Dẫn bọn họ vào đi. Dựa theo tạo một tiếng viện trưởng kêu lên, hai học viên 15, 16 tuổi được dẫn vào. Một nam một nữ, nữ hài mặt mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, nam hài ánh mắt lại lóe lên giống như chim ưng. Hai vị học sinh đi tới trước mặt mọi người, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi, hình như biết vị trí chính xác của mình, yên tĩnh đến cực điểm. Chính là hai học sinh này, các ngươi ai đến xem trước? Tạ Tất nhìn quanh mọi người. Ta, người thanh niên thông huyền cảnh hậu kỳ trước mặt Trương Huyền, Mạc Hoàng Nhất kia, hừ một tiếng vẻ mặt cao ngạo đi ra. Không tệ, lão sư lại cần có loại thái độ dũng cảm thử thách này. Sợ đầu sợ đuôi, nhìn trước ngó sau, chỉ sợ cũng dậy không ra đệ tử tốt. Tạ tất thỏa mãn gật đầu. Nghe nói như thế, mọi người hối hận một hồi. Sớm biết vậy bọn họ đã đi tới. Người này không chỉ lấy ra danh tiếng, còn chiếm được thiện cảm của tạ viện trưởng, làm không tốt, lại sát hạch thành công. Nghe được tán dương, tinh quang trong mắt người thanh niên lóe lên. Hắn đi vài bước tới trước mặt hai học sinh, đi dạo một vòng xung quanh bọn họ, sau đó mở miệng phân phó. Mỗi người đánh ra một bộ võ kỹ xem thử. "Vâng." Trong mắt nữ hài lóe lên một biểu tình không mấy chú ý, "Bắt đầu trước." Nàng đánh võ kỹ có quy có củ, lực lượng và linh tính đều có 10 phần, cho thấy thiên phú rất tốt. Rất nhanh một bộ quyền pháp đã đánh xong, Nam hài đi vào giữa sân. Chiêu số của hắn không linh động giống như người trước, càng trực tiếp nhanh chóng hơn, mang theo lực lượng hùng hồn, thậm chí mơ hồ để lộ ra khí tức sát phạt. Hai người thi triển võ kỹ, các lão sư khác cũng ở một bên quan sát, mỗi người có chút suy nghĩ. Rất nhanh, võ kỹ biểu diễn xong, hai người lại ôm quyền đứng thẳng. Được, vị lão sư này có thể bình luận cho điểm. Tả tất ngoắc tay. Được, người thanh niên lên tiếng, chắp hai tay ở sau lưng, rất có ý tứ chỉ điểm Giang Sơn. Nữ hài này đánh ra bộ võ kỹ này là thanh thủy phù vân thủ, nhẹ nhàng như gió thoảng may bay, lực lượng linh động. Chiêu số tuy rằng tinh mỹ, hơn nữa tu luyện căn bản cũng rất vững chắc. Chỉ có điều, chân khí của nàng chưa đủ, thời điểm chuyển động kinh mạch, lộ vẻ khá tốn sức. Nếu như ta không nhìn nhầm, chắc hẳn là vừa đột phá chân khí cảnh không lâu, đối với vận dụng chân khí vẫn không mấy quen thuộc. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ hài, mang theo ý thăm dò không biết ta nói có chính xác hay không. Ba tháng trước ta mới đột phá chân khí cảnh. Nữ hài gật đầu. Chiêu số tuy rằng tu luyện đến nơi đến chốn, nhưng đáng tiếc khống chế chân khí chưa đủ, đẹp hơn nữa, lại tinh chuẩn hơn nữa, cũng chỉ là động tác phó thuật đẹp. Nếu như là đệ tử của ta, ta sẽ yêu cầu nàng chuyên tâm tu luyện. Trước hết nghĩ biện pháp ngưng tụ chân khí lại nói sau. Chỉ có chân khí đạt được cảnh giới hùng hậu, mới có khả năng phát huy thấu triệt chiêu số. Người thanh niên mỉm cười. Thân thể của nàng tú lệ đoan trang, khí tức tinh thuần. Ta sẽ đề nghị tu luyện ngọc tố công của học viện, tương xứng với khí chất của nàng, tu luyện cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Tại hạ tu luyện chính là ngọc tố công. Nghe được lời của hắn, ánh mắt nữ hài lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói. Ha ha! Vẻ mặt đắc ý, chỉ điểm xong cho nữ hài, người thanh niên nhìn về phía nam hải cách đó không xa, lực lượng của ngươi mạnh mẽ có lực, nói rõ thích hợp tu luyện công pháp và võ kỹ loại hình lực lượng. Ta cảm thấy trúc dương công tương đối thích hợp với ngươi. Hồi bẩm lão sư, tại hạ tu luyện chính là trúc dương công. Nam hài gật đầu. Được, ta chỉ điểm kết thúc. Vung ống tay áo, vẻ mặt người thanh niên đắc ý đi trở về đoàn người, đi tới trước mặt hai người trương huyền, còn cố ý hất cầm lên. Những điều này ta cũng đã nhìn ra, chắc hẳn nên sớm đi ra nói. Ai nói không phải chứ, để cho hắn cướp mất tiên cơ, giờ đi qua nói, chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, trái lại không đẹp. Thực sự đáng giận. Nghe được người thanh niên nói xong, tất cả mọi người đều lộ ra sự hối hận. chương 496, ghét học. 2. Có thể sát hạch chính thức giáo sư, những người này tất nhiên đều có thể nhìn ra. Chỉ có điều, người khác đã nói qua, người đi lên nói, khó tránh khỏi có nghi ngờ sao chép, cũng không thu được thiện cảm. Ừ, khác với phản ứng của mọi người, biểu tình trên mặt tả viện trưởng không có quá nhiều biến hóa, trái lại lộ ra vẻ thất vọng, nhìn quanh một vòng. Còn có người nào có gì bổ sung không? Ta tới. Do dự một lát, lại có một người đi ra. Đó là một người trung niên, chừng 40 tuổi. Là đỗ tầm lão sư của thiên tuyển học viện. Nghe nói là giáo sư sao kim, hơn nữa đã được một vị danh sư thu làm học đồ. Đúng vậy, ta từng nghe nói qua, Lớp của hắn rất lợi hại. Xem ra, vị trí lại muốn muốn ít đi một cái. Nhìn thấy được người trung niên đi tới, tất cả mọi người ồ lên, không nhịn được trên mặt lộ vẻ khẩn trương. Vừa rồi người này ở trong đám người không mấy lộ sơn hiện thủy. Vừa đi ra khỏi đám người, nhất thời có không ít người nhận ra. Có thể trở thành giáo sư sao kim và học đồ của danh sư, cũng phải là người có năng lực. Trong số người đến đây tuyển chọn cơ bản đều là lão sư bình thường so với nhân vật cấp bậc cùng loại như vậy vẫn có tranh lệch vừa rồi hai người bọn họ thi triển võ kỹ ta cũng nhìn nữ sinh lực lượng nhẹ nhàng vị lão sư vừa rồi nói không sai thích hợp tu luyện ngọc tố công chỉ có điều hắn bỏ quên một điểm cô nữ sinh này mới vừa gia nhập chân khí cảnh ba tháng có thể tu luyện ra võ kỹ lợi hại như vậy kết hợp chân khí cùng thân thể tốt như vậy đoán chừng thiên phú vượt qua người bình thường thuộc về thiên tài. Đỗ Tầm lão sư đi tới hai người trước mặt, nhìn kỹ một hồi, lời bình kỹ càng tỉ mỉ. Ngọc tố công, chỉ là tu luyện trong nữ tử, công pháp tương đối phổ biến. Nếu như thiên phú kém một chút, tu luyện không có vấn đề quá lớn, nhưng cũng có chút lãng phí thiên phú, ta cảm thấy nếu như đổi lại tu luyện ngọc nữ công, càng thích hợp hơn. Về phần vị nam sinh này, lực lượng mạnh mẽ, khí thế hùng hậu, trúc dương công loại hình lực lượng là tương đối thích hợp nhưng chiêu số của hắn gọn gàng sắc bén nhằm thẳng vào chỗ yếu hại hiển nhiên từng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu trúc dương công có thể nâng cao tu vi vận chuyển cũng có chút chậm so với loại tính cách am hiểu công kích của hắn còn kém một đoạn rất lớn ta cảm thấy vẫn là tu luyện phách thiên kình thì tương đối thích hợp hơn bộ công pháp ngắn và nhanh có thể phát huy ưu thế của hắn tốt hơn nói đến đây đỗ tầm lão sư liền ôm quyền ta nói xong rất tốt nghe được lời của hắn tạ tất thỏa mãn gật đầu vừa rồi lúc người thanh niên nói hắn lộ ra vẻ thất vọng vị đỗ tầm này mở miệng hắn tự nhiên khen một câu đủ thấy hai người đã có sự khác biệt đáng giận nhìn thấy được vẻ mặt của hắn biến hóa biểu tình của người thanh niên vốn đắc ý trầm xuống siết chặt nắm đấm người trong nghề vừa ra tay đã biết có đúng hay không hắn nói tuy rằng cũng có sai lầm nào đó nhưng vừa so sánh cùng vị đỗ tầm này lại thoáng lộ ra một chút trung dung. Quả thật, sử dụng phương pháp của hắn hiệu quả, nhất định phải tốt hơn bản thân mình. Được rồi, còn có ai muốn bổ sung không? Tạ Tất lại nhìn ra, lại có mấy người đi lên phía trước, chỉ có điều, bọn họ nói đều không khác mấy so với hai người lúc trước, không có quá nhiều ý mới. Nếu như không có bổ sung, vị trí chính là hai vị lão sư đầu tiên. Thoáng hiện ra vẻ thất vọng, Tạ Tất tiếp tục nói, Ta đến đi. Mạc Hoàng nhất đi lên phía trước. Thấy mọi người nói nhiều như vậy, còn có người tiến lên, tất cả mọi người đưa mắt tập trung qua. Chỉ có điều, khi thấy rõ tu vi, mỗi một người đồng thời lắc đầu. Không ít thông huyền cảnh hậu kỳ, đỉnh phong đều đã nói, không có quá nhiều điều mới mẻ. Một sơ kỳ nho nhỏ mà thôi, lại làm sao có thể có kiến thức càng cao hơn. Ngay cả Tạ Tất và tất cả trưởng lão cũng không ôm hy vọng quá lớn tu vi tuy rằng không có nghĩa là giảng bài, nhưng có thể nói rõ một vài vấn đề. Tu luyện cấp bậc cao, nói rõ lý giải đối với tu luyện cũng sâu hơn, dạy học tất nhiên cũng càng có tâm đắc. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Mạc Hoàng Nhất đi tới trước mặt hai học sinh, đi dạo qua một vòng, nhìn về phía tạ viện trưởng. Viện trưởng, nếu như ta không nhìn lầm, người nói hai học sinh này có chút vấn đề, không phải chỉ về tu vi bọn họ, mà là có ám chỉ gì khác. Có ám chỉ gì khác? lão sư giáo dục không chỉ tu vi còn chỉ cái gì sai lầm không hiểu thì đừng nói nhảm nghe được lời của hắn sắc mặt tất cả đám người vừa tham dự sát hạch đều trầm xuống người thanh niên nói đầu tiên còn mang theo vẻ mặt khinh miệt học sinh có vấn đề không phải chỉ tu vi thì chỉ cái gì chẳng lẽ còn có thể chỉ thân thế gia đình a à, vẫn mong nói rõ một chút tạ viện trưởng vốn đầy vẻ thất vọng nghe hắn nói như thế Nhìn không được ngẩng đầu lên. Nữ sinh này, bất kể tu luyện chính là Ngọc Tố công hay Ngọc nữ công, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Giống như Đỗ Tầm lão sư trước đó đã nói, thiên phú của nàng cực cao, cho dù trên công pháp có chút khác biệt, cũng sẽ không quá mức ảnh hưởng. Mạc Hoàng Nhất nhìn qua, hơn nữa, cho dù Ngọc Tố công hơi yếu, nàng tu luyện nhiều năm, đã quen thuộc. Tùy tiện thay đổi, đối với tiến bước của nàng ngược lại là một sự ngăn cản. Lại nói chỉ cần chỉ điểm tốt, hai công pháp này vốn lại không chênh lệch nhiều, không khác nhau quá nhiều. Cho nên, trong mắt của ta, vấn đề lớn nhất của nàng, không phải là tu luyện công pháp, cũng không phải cần củng cố thêm tu vi chân khí, mà là ghét học, ghét học. Mắt của tạ viện trưởng thoáng cái sáng lên, không nhịn được nhìn qua. Không sai, nói tiếp. Điều này, nghe hắn thừa nhận, đồng tử của tất cả mọi người đều trợn tròn. Ghét học. Có nhầm hay không, người này làm sao nhìn ra được? Chương 497, ta có thể dạy được một. Khác với phản ứng của mọi người, Trương Huyền không nhịn được gật đầu. Không hổ danh là đệ nhất thiên tài của Thiên Vũ Vương quốc, tồn tại sát hạch danh sư nhị tinh, câu nói đầu tiên đã nhầm vào bản chất. Đúng. Mạc Hoàng nhất khôi phục lại khí chất của đại thiên tài, hai tay giang ra, khí ép tám phương. Nữ sinh này, thiên phú cao, tu vi không tệ lại mang theo sự lạnh lùng cao ngạo, không muốn cùng người tiếp xúc. Nếu thiên phú không tệ, lại làm sao có thể lớn tuổi như vậy, mới đạt được chân khí cảnh không lâu. Rất hiển nhiên, nàng tu luyện cũng không nghiêm túc. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đúng là như thế, nếu như đều nói nàng có thiên phú rất khá, 10, 6, 7 tuổi mới đạt tới chân khí cảnh sơ kỳ, chỉ miễn cưỡng đạt được tư cách nhập học, trên lý thuyết căn bản nói không thông. Khả năng duy nhất chính là Nàng tuy có thiên phú, nhưng không muốn tu luyện. Không muốn tu luyện, bị giữ lại ở học viện thời gian lâu dài, không phát sinh tâm lý ghét học, làm sao có thể? Chỉ nhìn ra thiên phú nàng không tệ, thực lực không cao, lại suy diễn ra điều này. Phần năng lực quan sát này cũng không tránh khỏi quá kinh người. Người thanh niên vốn đang vô cùng kiêu ngạo, sắc mặt lúc này trở nên trắng bệch. Làm lão sư, hắn biết rất có thể xuất hiện loại tình huống này tu luyện khô khan chán nản, nam sinh thích, trong nữ sinh rất dễ dàng phát sinh tâm tình phản nghịch. Cho dù là thế giới lấy võ vi tôn, cũng có khối người không muốn tu luyện. Làm lão sư đều hy vọng học sinh của mình người người như rồng. Nhưng đệ tử không chịu tranh đua, bùn nháo cô chát nổi tường, danh sư có lợi hại mấy cũng vô dụng. Lực là tương tác, lão sư dạy thật tốt là một phương diện, nghiêm túc học cũng là một phương diện, nữ hài này ghét học, không muốn học tập, sợ rằng mới là vấn đề vướng tay vướng chân tạ viện trưởng nói tới. Ngay từ lúc đầu bọn họ lại nắm bắt nhầm vấn đề. Thảo nào viện trưởng cũng mất hứng. Hắn thì sao? Thấy Mạc Hoàng Nhất nói rõ ràng, phân tích có lý có chứng cứ, tạ viện trưởng vuốt sâu, chỉ vào y nam hài. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là một thiếu niên có vấn đề, bình thường hay đánh nhau, đối mặt với nguy cơ bỏ học. Mạc Hoàng Nhất cười nói. À, Tạ viện trường tiếp tục nhìn qua. Lý do? Rất đơn giản, vừa rồi hắn biểu diễn võ kỹ, ta nhìn kỹ, so với học tập trên giảng đường có phần tranh lệch, lại thẳng vào chỗ yếu hại, hiển nhiên từng trải không ít lần cùng người trực tiếp chiến đấu. Loại chiến đấu này, khiến cho công kích của hắn nhanh chuẩn ngoan độc, lực lượng cũng càng thêm cuồng bạo. Mạc Hoàng Nhất chậm rãi nói. Đương nhiên, đó cũng không phải là trọng điểm, quan trọng nhất chính là, thời điểm hắn thi triển võ kỹ, mắt lộ ra hung quang, có loại kích động muốn giết người. Loại tính cách này, ở trong trường học, cùng bạn học không hòa hợp là rất bình thường. Loại thiếu niên có vấn đề này, cũng khiến học viện đau đầu, rất không muốn, không đối mặt với bỏ học, vậy đối mặt với cái gì? Mọi người lại sửng sốt. Cẩn thận cân nhắc, hắn phân tích đều hoàn toàn đúng. Từ một võ kỹ nho nhỏ, lại nhìn ra nhiều như vậy, người trước mắt này bất kể là năng lực quan sát hay lực phân tích, đều vượt qua người thường rất tốt, rất tốt. Mắt tạ viện trưởng lộ ra ánh sáng vui mừng. Mạc Hoàng Nhất nói không sai, đây chính là điều hắn muốn sát hại các vị lão sư. Nếu như chỉ là đơn thuần chỉ điểm tu vi, cho dù là lão sư nào cũng có thể hoàn thành, còn phải dùng tới để tuyển chọn sao. Chỉ có nhìn thấy được chỗ người khác không thấy được, mới là một lão sư thật sự ưu tú. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Một trưởng lão nhìn qua. Nếu ghét học, vậy nghĩ biện pháp khiến cho nàng hứng thú tu luyện đối mặt với bỏ học lại phải khiến cho hắn dừng ham muốn cùng bạn học đánh nhau điều này cần tiến hành theo chất lượng hết sức công phu chỉ sợ không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành mạc hoàng nhất nói ừ rất tốt người được chọn tạ viện trưởng tất cả trưởng lão đồng thời gật đầu có thể từ hai trong võ kỹ của học sinh nhìn ra tâm tình bọn họ có vấn đề đủ để nói rõ năng lực quan sát lão sư trước hết cần có thể tìm chỗ xảy ra vấn đề mới có khả năng nhằm vào vấn đề giải quyết vấn đề người tài giỏi như thế không cần sử dụng ai còn có người nào muốn nói không nếu như không có lần này hai người được lựa chọn chính là vị lão sư tôn thừa này và đỗ tầm lão sư trước đó tạ viện trưởng bàn tay vẫy một cái lại muốn xác định số người tôn thừa thân phận ngụy trang của mạc hoàng nhất hiện tại không có lại nói nữa cũng chỉ bắt trước lời của người khác còn không bằng không nói tuy rằng trong lòng mọi người có bao nhiêu không cam lòng nhưng hai người này phân tích thực sự hay nhất không phục cũng không được cho dù bổ sung gì nữa người khác cũng đã nói qua không có ý nghĩa gì nữa ừ tốt lắm lần này thông qua sát hạch là tạ viện trưởng đang muốn đưa ra quyết định đã bị một giọng nói cắt ngang tạm thời không vội nếu không ta tới nói một câu Giọng nói kết thúc, chỉ thấy người thanh niên đi cùng với, tôn thừa lão sư, đã đi tới. Trương Huyền, nếu không nói lại không có cách nào được lựa chọn, không làm được sát hạch. Tất nhiên hắn không có thể duy trì trầm mặc. Nhìn hắn đi tới, Mạc Hoàng nhất mỉm cười. Vừa rồi những gì có thể nhìn ra được cơ bản hắn đều nói, chẳng khác nào phá hỏng con đường phía trước. Vị đại thiên tài vượt qua hắn này nếu như không nói ra thứ cấp độ sâu hơn, chắc hẳn cũng rất khó thông qua biết suy nghĩ của hắn trương huyền lắc đầu người này thật sự có chút không phúc hậu tốt xấu lưu lại một cái cho mình chứ bây giờ điều muốn nói đối phương đều nói ngược lại có phần hơi khó vị tôn lão sư này đều đã nói ra mục đích sát hạch của tả viện trưởng ta lại kể lại một lần khẳng định cũng vô ích tìm chế buồn bực trong lòng trương huyền bất đắc dĩ nhìn qua nếu kể lại không có tác dụng nếu không hiện tại ta lại giải quyết vấn đề của hai học sinh này giải quyết vấn đề của bọn họ. Đùa gì thế? chương 498, ta có thể dạy được hai. Hai hài tử này một người ghét học, một người đối mặt với bỏ học là vấn đề khó giải quyết nhất. Người có biện pháp nào? Cho dù có thể có phương pháp giải quyết, cũng giống như lời của tôn thừa lão sư vừa nói, cần năm rộng tháng dài. Hiện tại lại giải quyết, giọng điệu thật là lớn. Tất cả mọi người đều ồ lên. Làm lão sư, đau đầu nhất không ngoài học sinh không muốn học và mỗi ngày đánh nhau. Hai loại tình hình này xuất hiện ở trên người hai người này. Cho dù biết nguyên nhân, muốn giải quyết cũng không quá dễ dàng. Cần phải tiêu tốn không ít thời gian. Người này lại còn nói hiện tại có thể giải quyết, lập tức khiến cho không ít người cảm thấy hắn quá mức lỗ mãng. Ngay cả tạ viện trưởng và các trưởng lão khác sau khi nghe xong cũng nhướng mày. Bọn họ là những giáo sư lâu năm, cũng không có cách nào, đau đầu không thôi một người trẻ tuổi như vậy, phát ngôn bừa bãi, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng. Giải quyết như thế nào, không ngại nói ra. Sắc mặt hơi trầm xuống, tạ viện trưởng thoáng hiện ra vẻ không vui nhìn qua. Đơn giản, đi hai bước tới trước mặt nữ hài, Trương Huyền ở bên tai nàng nói một câu gì đó. Nữ hài thoáng sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức đỏ lên, ngay sau đó ôm quyền quỳ dạp xuống đất. Vẫn mong lão sư thu nhận ta làm học sinh, Ta nguyện ý theo lão sư nghiêm túc học tập. A, à, chuyện gì xảy ra? Mọi người đang chất vấn hắn không có khả năng thành công, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trước mắt đồng thời tối sầm, thiếu chút nữa thì đã bất tỉnh. Vừa nói xong người này không giải quyết được, người ta ở bên tai nói một câu, lại khiến nữ sinh này thay đổi thái độ, quỳ xuống xin bái sư. Nàng không phải là ghét học, không muốn lên lớp sao? Thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi vẻ mặt tạ viện trưởng, tất cả trưởng lão đang không vui. Mỗi một người đều trợn tròn con mắt, giống như là gặp quỷ. Tìm tới hai học sinh này xem như là đề thi sát hạch, tất nhiên đã sớm biết tình huống của bọn họ. Nữ hài này, tâm tình ghét học đặc biệt nghiêm trọng. Bất kể lão sư nói cái gì, cũng không muốn tuân theo, càng không muốn học tập. Vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào trị liệu. Vị lão sư này nói một câu, khiến cho nàng quỳ xuống đến cùng có chuyện gì xảy ra nếu không biết không có khả năng dối trá bọn họ thật sự nghi ngờ hai người trước đó quen biết cố ý diễn một cảnh tượng như vậy cái này ngươi đến cùng nói gì lại khiến cho thái độ của nàng biến hóa nhanh như vậy một vị lão sư thật sự không nhịn được mở miệng hỏi tất cả mọi người đưa mắt tập trung qua ngay cả mạc hoàng nhất cũng đầy kỳ quái hắn có thể phân tích ra đối phương ghét học cũng biết loại tâm tình này rất khó khôi phục chỉ một câu nói liền thay đổi, rốt cuộc là người này nói gì, lại có ma lực như thế. Nàng có chút ghét học, chỉ có điều, không phải nàng thật sự không muốn học tập, mà vì thân thể có vài nguyên nhân khác. Trương Huyền mỉm cười, ta nhìn ra vấn đề, đáp ứng giúp nàng giải quyết, nàng tự nhiên nguyện ý theo ta học tập. Nữ hài này sở dĩ ghét học là bởi vì thân thể xuất hiện vấn đề. Mỗi lần tu luyện không thể lĩnh hội được cảm giác sung sướng, trái lại có cảm giác đau đớn còn thống khổ, tất nhiên ai cũng không muốn chấp nhận. Lâu ngày lại biến thành như vậy. Nhìn ra được chỗ mấu chốt, cũng đáp ứng giải quyết, Nữ hài tất nhiên lập tức bái phục. Đơn giản như vậy sao? Nếu như thân thể có nàng vấn đề, chắc hẳn phải sớm nói ra mới phải. Vì sao nàng vẫn không nói? Mọi người lại nghi ngờ. Trên tu luyện có vấn đề, có thể cùng bàn bạc với lão sư. Nhưng Nữ hài này chưa bao giờ nói qua chuyện liên quan đến việc riêng tư của nữ hài ai nguyện ý nói ra trương huyền lắc đầu chứng bệnh của đối phương có chút cùng loại với triệu nhã trước đây không có cách nào nói ra miệng tất nhiên không thể nào cùng lão sư bàn bạc đã như vậy không nói cũng được tuy rằng kỳ quái nhưng tạ viện trưởng cũng biết nếu không muốn nói không thể hỏi nhiều lúc này hắn nhìn về phía nam hài cách đó không xa vấn đề của hắn người cũng có thể giải quyết nếu như hiện tại hắn có thể bảo đảm, sau này không cùng bạn học tranh đấu, xem như ngươi thông qua sát hạch, lần này thông báo tuyển dụng, ngươi có một vị trí. Được, Trương Huyền mỉm cười, những người khác lại đồng loạt nhìn qua. Nếu như người này có thể bảo đảm, chỉ sợ cũng không đến mức khiến cho tả viện trưởng đau đầu, xem là đề mục để sát hạch lão sư. Bọn họ cũng muốn xem thử một chút, người thanh niên này vừa khiến cho nữ hài loại bỏ tâm tình ghét học, sẽ dùng biện pháp gì thay đổi khuyết điểm của một đệ tử thích đánh nhau cùng bạn học. Trong mắt của mọi người, Trương Huyền đi tới trước mặt nam sinh, cười khanh khách nhìn qua. Người thích đánh nhau cùng người khác. Đúng, nam sinh gật đầu. Cái này đơn giản. Trương Huyền mỉm cười, đột nhiên một tát đánh tới. Bốp, nam sinh còn không chú ý, đã cảm thấy trên mặt tê dần, thân thể ở ngay tại chỗ quay một vòng, bay ngang ra ngoài. Ta nhổ vào, đánh học sinh không cho phép dùng cách xử phạt về thể xác. Người này làm cái gì? Các lão sư khác vốn cho rằng hắn có biện pháp gì tốt. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới người này không nói câu nào, trực tiếp động thủ. Tất cả đều sợ thiếu chút nữa ngất đi. Âm 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 âm. Trong tiếng quát mắng, người thanh niên trước mắt liên tục ra chân ra quyền, từng chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn không có chút lưu tình. Sắc mặt tạ viện trưởng trầm xuống, đang muốn đi qua khuyên can, lại thấy học sinh bị đánh giống như đầu heo vậy, đầu gối mềm nhũn quỷ dạp xuống đất. "Lão sư, ta, bảo đảm cũng không dám đánh nhau với người khác nữa." A, à, tất cả mọi người lại ngây người, mỗi một đều phát điên rồi. Chương 499, người được chọn một. "Được, giải quyết xong." Trương Huyền cười khanh khách vỗ tay một cái. Nhìn thấy được bộ dáng hắn thoải mái, tất cả mọi người mê muội từng hồi, muốn nôn ra máu người này ra bài cũng quá không theo lẽ thường. Nghiệp đoàn giáo sư có văn bản quy định rõ ràng không cho phép dùng cách xử phạt học sinh về thể xác. Người trực tiếp động thủ đánh người ta thành đầu heo, một khi truy cứu tới, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Liễu lão sư, ngươi, Mạc Hoàng Nhất cũng bất đắc dĩ một hồi, thiếu chút nữa thì không nhịn được cơn giận. Lão sư không thể đánh học sinh, người này cũng hay rồi. Người nói người không hiểu quy định sát hạch danh sư ngược lại cũng thôi, dạy học trung quy đã từng làm học sinh trung quy đã từng dạy đều là người sát hạch danh sư nhị tinh làm sao có thể ngay cả chút quy định ấy cũng không hiểu lão sư phải lấy đức thu phục người dùng cách xử phạt học sinh về thể xác một khi bị phát hiện rất có khả năng sẽ bị loại bỏ tư cách giáo sư đánh học sinh ai nói ta đánh học sinh trương huyền mở to hai mắt nhìn nhìn về phía nam sinh trước mắt ta đánh ngươi sao không lão sư đối với ta ơn nặng như núi, là vì cứu ta, không phải đánh ta. Nam sinh vội vàng dập đầu, dùng miệng thều thào kêu lên. Mọi người phát điên. Đại ca, người có cần phách lối hơn một chút nữa sao? Đây là muốn xem nhiều người như vậy thành người mù a. À. Chúng ta tận mắt nhìn thấy được người đánh người, không thừa nhận ngược lại cũng thôi, lại còn uy hiếp học sinh, khiến cho hắn không dám nói. Quả thực chính là cùng hung cực ác, mất trí đã từng thấy lão sư làm cho người ta không nói được lời nào chưa thấy qua người nào không thể nói được như thế hừ vung cánh tay sắc mặt tạ viện trưởng tái xanh thân là viện trưởng danh sư nhất tinh sự kiện giáo sư đánh học sinh lại phát sinh ở trước mắt thậm chí còn tiến hành uy hiếp đối với học sinh cũng quá không để hắn vào trong mắt liễu lão sư dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh đã vi phạm làm là chức trách của bản thân lão sư chuyện ngày hôm nay ta sẽ đúng sự thật báo lên nghiệp đoàn. Người cứ chờ nhận quyết định cân nhắc của nghiệp đoàn. Mặt khác, thiên vũ học viện chúng ta cũng sẽ không mời loại lão sư có thái độ tệ hại giống như ngươi. Người không có sư đức, vẫn mời lập tức rời đi. Nói khoát tay áo, quyết định cân nhắc, không có sư đức. Trương Huyền thoáng sửng sốt một chút, nhìn về phía tạ viện trưởng trước mắt. Đây là nhận định của ngươi. Không sai. Tạ viện trưởng bực bội nói. Được rồi, Trương Huyền lắc đầu, với năng lực quan sát này của ngươi, thực sự là danh sư nhất tinh sao? Nói thật, ta thật muốn hỏi một câu, ngươi có đúng là mù hay không? Phụt, người này trực tiếp mắng tạ viện trưởng mù. Trời ạ, à, dùng cách xử phạt học sinh về thể xác, mắc nhức danh sư nhất tinh, người này điên rồi sao? Tất cả các lão sư khác trong mắt trợn trừng cũng sắp rơi ra khỏi viền mắt. Đây chính là viện trưởng của Thiên Vũ Vương Quốc cường giả siêu cấp tông sư đỉnh phong. Nói riêng về thực lực, đủ để xếp vào 10 người đứng đầu vương quốc, còn là danh sư nhất tinh. Nói hắn mắt mù, ta nhổ vào. Vừa rồi chỉ cảm thấy ngươi kiêu ngạo, bây giờ mới biết, ngươi là điên rồi. Nếu không, làm sao muốn người ta tuyển dụng vào làm lão sư trong trường học, lại ở trước mặt mọi người đánh học sinh không nói, còn mắc nhiếc danh sư. Danh sư không thể sỉ nhục, chỉ riêng tội danh này cũng có thể khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục hoàn toàn xong đời. Mạc Hoàng Nhất đứng ở một bên, khóe miệng cũng co giật. Chỉ có điều, hắn biết người trước mắt này, tuy rằng tính cách cổ quái, nói không thèm quan tâm, nhưng có thực lực tuyệt đối, tuyệt đối không thể bắn tên không đích. Hắn không nhịn được nhìn qua, vừa nhìn, hắn không kìm lòng được sướng sờ ở tại chỗ. Chuyện này, thời điểm hắn ngây người, tạ viện trưởng dĩ nhiên hộc máu. Hắn tức giận dâu mép nhếch lên, dâu tóc toàn thân dựng đứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Liễu lão sư, người có biết người đang sỉ nhục một vị danh sư hay không? Cô nén lửa giận, hàm răng Tạ viện trưởng nghiến lại vang lên những tiếng két két. Nếu không e ngại tới thân phận, có khả năng hiện tại hắn đã động thủ đánh cho kẻ không biết trời cao đất rộng này thành đầu heo. Sỉ nhục danh sư, ta sao? Vẻ mặt Trương Huyền Thương hại nhìn qua, là có người đang sỉ nhục thân phận danh sư này, chỉ có điều không phải ta, mà là ngươi. Ngươi, khí tức trên người hắn bắn ra, đang muốn dạy dỗ người nói không biết suy nghĩ này một trận, lại thấy hắn chắp hai tay ra sau lưng, đi tới trước mặt nam sinh, giọng nói khe khẽ vang lên. Nhện huyết ếch, một loại man thú đặc biệt kỳ quái, hình thể chỉ có kích thước chừng ngón út con người, lấy cắn nuốt máu sinh mạng làm thức ăn, sinh sống ở môi tương âm u, thích hành động vào ban đêm, trong cơ thể có chứa kịch độc. Trường 500, Người được chọn 2 vốn tưởng rằng người này muốn nói lời gì quan trọng, không nghĩ tới hắn lại nói về một man thú không quan trọng, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngay cả tạ viện trưởng cũng nhăn mày, ngừng lại, muốn xem thử người này đến cùng dở cho gì. Loại nhiệt độc này, võ giả chúng phải, trong thời gian ngắn sẽ không chết, chỉ có điều thần kinh lại tê liệt, khiến cho trong tính cách người ta xuất hiện biến hóa, nóng nảy bất an, muốn cùng người chiến đấu, bởi vì chỉ có thông qua chiến đấu mới có khả năng giảm bớt độc trong người, nhận được sự bình tĩnh. Giọng nói của Trương Huyền tiếp tục vang lên. Còn có loại vật này sao? Trên đời có độc kỳ quái như vậy sao? Nghe được tác dụng độc của nhện huyết ách, trong lòng mọi người mơ hồ xuất hiện một suy đoán. Chỉ có điều, bọn họ không dám xác nhận, đồng loạt nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Không sai, nam sinh này trúng độc này, hơn nữa đã vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, bình thường hắn mới đánh nhau cùng người luống cuống bất an khó có thể kiềm chế các người có phát hiện hay không thời điểm vừa rồi hắn thi triển võ kỹ tuy rằng chiêu số tinh chuẩn trong mắt lại mang theo một tia ửng đỏ người tu luyện bình thường cho dù từng nhiều lần trải qua chiến đấu cũng không có khả năng ảnh hưởng tới tinh thần khiến cho mắt thay đổi màu sắc trương huyền nhìn quanh một vòng ửng đỏ mới vừa rồi vẫn thật sự có chỉ có điều ta tưởng là tâm tình hắn kích động dẫn tới Đúng vậy, ta cũng thấy được, cũng tưởng bởi vì võ kỹ của hắn đặc biệt. Chẳng lẽ là, một loại kịch độc? Làm sao có thể, nếu như chúng độc, chúng ta tại sao hoàn toàn không có nhìn ra một chút nào? Nhớ tới tình cảnh vừa rồi khi thiếu niên thi triển võ kỹ, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ánh mắt của người này có gì đó không đúng, chỉ có điều, một ít võ kỹ cũng có thể khiến cho mắt người ta thay đổi. Bởi vậy bọn họ chưa từng suy nghĩ về phương diện này. Lại nói, ai có thể biết trên thế giới còn có một loại độc, có thể ảnh hưởng tới tinh thần con người, khiến người ta trở nên nóng nảy thích chiến đấu. Vừa rồi ta không phải đánh hắn, mà là sử dụng phương pháp đặc biệt ép chất độc ở trong cơ thể hắn ra. Nếu như không tin có thể nhìn xuống đất, chỗ máu của hắn vừa chảy ra. Trương huyền tiện tay chỉ một cái. Thuận theo hướng ngón tay hắn nhìn lại, mọi người quả nhiên thấy trên mặt đất có máu từ Nam Hải bị liễu lão sư đánh, chảy ra. Lúc này, máu đã biến thành màu đen, giống như chất keo động lại trên mặt đất, tiếp xúc cùng với nham thạch, xuất hiện vết lõm, giống như bị thứ gì đó ăn mòn, quỷ dị khác thường. Là kịch độc, sắc mặt tạ viện trưởng nhất thời trắng bệch. Bình thường máu nhỏ trên mặt đất, không có khả năng nhanh chóng ngưng động lại như vậy, càng không thể nào ăn mòn nham thạch ra hố sâu. Chỉ có trong máu ẩn chứa kịch độc mới phải xuất hiện loại tình huống này. Nói cách khác, trong cơ thể nam hài quả thật chúng kịch độc, vừa rồi, vị liếu lão sư này không phải đánh người, mà là trừ độc. Chúng độc của nhiễn huyết ách, trong ba tháng lại sẽ chết. Bộ dạng hắn bây giờ, chắc hẳn là mới chúng hơn một tháng, không tính là nguy hiểm. Bởi vậy, dựa vào năng lực bản thân hắn có khả năng áp chế, không bị phát hiện. Trương Huyền nhìn về phía tạ viện trường. Dù vậy, thiên vũ học viện, học phủ cao nhất phương quốc, để cho học sinh chúng kịch độc, bản thân lại không biết. Ta có lòng tốt cứu chữa, Tự nhiên vụ oan hãm hại ta đánh học viên, còn muốn tố cáo lên nghiệp đoàn. Đường đường là viện trưởng, danh sư nhất tinh ngay cả điều này cũng không nhìn ra. Xin hỏi, không phải mắt mù, thì là cái gì? Ta, sắc mặt tạ viện trưởng nhất thời trắng bệch. Máu độc rõ ràng như vậy không nhìn ra, còn quát mắng đối phương. Điều này khiến cho sắc mặt hắn đỏ lên, muốn giải thích, lại giải thích không được. Liễu lão sư vẫn xin bớt giận, độc dính dám tới chức nghiệp độc sư rất nhiều người đều nói biến sắc, không biết cũng rất bình thường. Thấy bầu không khí xấu hổ, Mạc Hoàng Nhất đi lên. Hắn nói không sai, chuyện dính dáng phương diện độc, rất nhiều tư liệu đều bị độc biện phong tỏa, không ít người cũng không rõ lắm. Lão sư lại tự cho mình là lấy chính đạo, rất ít liên quan đến loại hạ cửu lưu này, tự nhiên kiến thức nửa vời. Vừa rồi, hắn đã biết Trương Huyền không có khả năng bắn tên không đích. Nhìn thấy được Nam Hải phun ra máu chứa độc, hắn cũng vô cùng chấn động kinh ngạc. Chỉ nhìn thi triển võ kỹ, đã biết hắn chúng loại kịch độc nào, đồng thời tiện tay hỗ trợ giải quyết. Nói rõ vị trương huyền này ở trên phương diện dùng độc, cũng tuyệt đối đạt tới cảnh giới tông sư. Thi họa sư tam tinh, thuần thú sư nhị tinh, thậm chí thuật luyện đan cao minh vượt quá luyện đan sư tứ tinh. Người này đến cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh khiến người ta không biết. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy, đối phương cũng là danh sư, trên phương diện luyện đan mạnh hơn hắn, những phương diện chức nghiệp khác chưa chắc đã so sánh được với mình. Bây giờ mới biết, đối phương khẳng định cũng có không ít chức nghiệp căn bản không biểu diễn ra. Cho dù không biết kịch độc, vừa rồi người học sinh này đã nói, ta là đang cứu hắn, lại còn nghi ngờ ta. Danh sư nhất tinh lại là loại năng sức quan sát như vậy sao? Không biết ý nghĩ trong lòng mạc Hoàng nhất, Trương Huyền tiếp tục nói. Không nói cái này còn tốt, hắn vừa nói Tất cả mọi người đều không nói gì. Học sinh kia nói ngươi ở đang cứu hắn, nhưng ngươi vừa đánh người xong, lại là loại thái độ đó, ai cũng tưởng ngươi đang uy hiếp đối phương, khiếp sợ đến mức hắn chỉ có thể trả lời như vậy. Ai ngờ được, hắn nói là lời thật lòng. Là ta không quan sát tốt, xấu hổ với danh hiệu danh sư nhất tinh. Bị liên tục chất vấn, sắc mặt tạ viện trưởng trắng bệch, toàn thân giống như là già hơn 10 tuổi. Vốn tưởng rằng một thông báo tuyển dụng lão sư cho đối phương sát hạch, thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều chuyện như vậy, chính hắn cũng không phát hiện. Được rồi, cũng không cần chán nản, sau đó học tập cho giỏi, gặp phải vấn đề, không nên tự ước đoán bừa bãi là được. Trương Huyền khoát tay áo, mọi người lại thoáng lảo đảo. Đây chính là viện trưởng của Thiên Vũ Học Viện, tự nhiên bị một lão sư nho nhỏ giáo huấn giống như học sinh. Vẻ mặt mọi người bất đắc dĩ, nhưng cũng âm thầm chấn động kinh ngạc. Vị liễu lão sư này, nhìn ra được kịch độc ngay cả viện trưởng cũng không nhìn ra, tiện tay giải quyết vấn đề của hai học sinh, năng lực quan sát, thủ đoạn cao. Bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khó có thể tin nổi. Trong nháy mắt, bọn họ đối vị lão sư tuổi không lớn lắm này, đều lộ ra cảm giác bội phục giống như ngửa đầu nhìn lên núi cao. Thời điểm ánh mắt mọi người ở đây tập trung qua, muốn biết hắn làm thế nào nhìn ra được bản thân nam hài chúng kịch độc, lại thấy khí thế cao nhân của vị liễu lão sư này hoàn toàn không còn, giống như biến thành một học sinh trở thành tích, gãi đầu, nhìn lại. Vậy, ta như vậy, có thể được lựa chọn không? Chọn, đương nhiên có thể được chọn. Làm nữa. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 500.